chương 201, cầu còn không được. Về nương nương mà nói, thần là cùng trong cung hùng vốn làm cái đường cát mua bán. Trương Hoàng hậu lại là một lát trầm ngâm, tiếp lấy khen, quả vì thiếu niên tuấn kiệt cũng, lúc trước bệ hạ thưởng xuống tới mấy lượng đường cát, nói đến, bản cung là cao quý hoàng hậu chi thân, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua như thế chi đường, mảnh như miên cát, trắng như ngưng tuyết. Ban đầu bệ hạ còn chưa báo cho bản cung cái này đường cát ra sao chỗ mà đến, về sau mới hiểu đúng là hạ tẩy mã chỗ tạo, bây giờ thấy hạ tẩy mã, bản cung trong lòng đều là kinh ngạc, tuổi tác không lớn, lại thế này là có như vậy kỳ tư diệu tưởng hạ nguyên khóe miệng đã bắt đầu giật giật lấy mọi người đều biết lãnh đạo đem ngươi gọi tiếng văn phòng đơn thuần khen ngươi hai câu khẳng định một cái công tác của ngươi đây có lẽ là chuyện tốt nhưng nếu là một trận mãnh liệt khen cái kia cũng không phải cái gì điềm tốt chỗ làm việc tên giảo hoạt đều hiểu được nơi này đầu nước nhưng sâu không phải muốn đem ngươi giảm biên chế liền là có chuyện gì muốn để ngươi cổng nồi khen càng hung ác nồi càng lớn hạ nguyên không phải cái gì chỗ làm việc tên giả hoạt nhưng càng không phải là cái gì tiểu mem mới cốt xấu cũng đã làm mấy năm sa chi cu cu, đối mặt hoàng hậu từng lớp từng lớp mảnh liệt khen, thật sự là bị không ở. chớ khen, chớ khen. ngươi có việc liền nói sự tình a? À. lại đợi một trận, gặp trương hoàng hậu rốt cục ngừng. hạ nguyên mở miệng nói, nương nương, thần người này da mặt mỏng, ngài thổi phồng đến mức thần trong lòng hổ thẹn đến cực điểm. nếu là có chuyện gì ngài nói thẳng, chỉ cần thần có thể làm được, nhất định hết sức nỗ lực. lại là một trận trầm mặt, trương hoàng hậu sâu kính thở dài một tiếng, mở miệng chính là, bản cung có hai cái đệ đệ. nói ra cũng không sợ ngươi bị chê cười bản cung hai cái này đệ đệ đều là không nên thân mặt hàng văn không thành võ chẳng phải được bệ hạ ân trọng vừa mới được hai cái tước vị ngươi làm cái kia đường cắt mua bán một tháng có vài chục vạn lượng ít lợi hai cái này đồ không có chí tiến thủ nhìn đỏ mắt muốn cùng lẫn vào một bút thế là liền cầu đến bản cung cái này để bản cung giúp làm cái này thuyết khách bản cung hiểu được cái này đường cắt đều là ngươi chi công cực khổ cũng hiểu được trong cung có thể được năm thành đã là chiếm đại tiện nghi thật là không nguyện đáp ứng nhưng thường nói trưởng tỷ như mẹ bản cung phụ mẫu trước kia đều là đã qua đời bây giờ ở trên đời này liền thừa như thế hai cái đệ đệ, khó xử liên tục, lúc này mới đem hạ tẩy mã triệu tới hỏi ý một hai. Bản cung minh bạch việc này sẽ để cho hạ tẩy mã khó làm, nếu là ngươi không nguyện đáp ứng, vậy liền thôi. Bản cung tự sẽ đi cùng bọn hắn nói tốt cho người, cũng quyết sẽ không bởi vậy làm khó ngươi, hoặc là đối ngươi bất mãn. Đem cái này một đống lời nói sau khi nghe xong, hạ nguyên ngược lại là cũng không cảm thấy có quá bất cẩn bên ngoài, lúc trước hắn liền nghĩ đến cái này đường các mua bán khẳng định sẽ làm cho người đỏ mắt, có hoàng đế gia nhập liên minh, xác thực không ai dám tiến đến lẫn vào. Nhưng Trương Hoàng hậu hai cái đệ đệ ngoại trừ, bọn hắn làm sự tình, không phải có dám hay không vấn đề, mà là có muốn hay không. Đầu thai là một môn việc cần kỹ thuật, điểm này Chu hậu chiếu có quyền lên tiếng nhất, hai cái này ngoại thích cũng có. Tuy nói không có trực tiếp ném đến công hầu nhà, nhưng người nào để mộ tổ bốc lên khói xanh, tỷ tỷ tiếng cung làm hoàng hậu. Mà bọn hắn vị này khi hoàng hậu tỷ tỷ vẫn là cái đỡ đệ ma, cái này đỡ đệ ma lại là hoàng trì hoàng đế uy hiếp. Hoàng hậu, đỡ đệ ma, độc sủng hậu cung. Ba loại điều kiện tổ hợp tại một khối, liền sẽ sinh ra đáng sợ phản ứng hóa học dù cho hai cái này hàng phạm vào rất nhiều sai, dù cho hoàng trì hoàng đế rất nhiều lần đều muốn trị tội, nhưng chỉ cần hoàng hậu cái này đỡ đệ ma mới mở miệng cầu tình, chu hữu đường cái này mềm lòng, lòng mềm nhũng cũng liền nhẹ nhàng buông tha. Loại này không có sợ hãi tình huống phía dưới, đừng nói là người, liền là con chó sợ là cũng phải phiêu lên. Hiện tại như thế hai cái đồ chơi muốn tới kiếm một chén canh. Có thể cự tuyệt sao? Vấn đề này kỳ thật không cần cân nhắc, Hạ Nguyên chỉ là rất bình tĩnh mở miệng hỏi, cái kia không biết hoàng hậu nương nương hai vị đệ đệ là muốn như thế nào nhập cổ phần hai cái này vật không thành khí cũng sẽ không buôn bán, liền chỉ là ném chút ngân lượng, mỗi tháng cầm chút chia hoa hồng chính là. Nói đến đây, Trương Hoàng hậu lại trù trừ hỏi, 50.000 lượng bạc, không biết hạ tẩy mã nhưng nguyện nhường ra hai thành. Thần tất nhiên là nguyện ý, cầu còn không được. Hạ Nguyên không có mơ tưởng liền đáp ứng, thậm chí ngữ khí thật đúng là mang theo vài phần cầu còn không được ý tứ. Có một số việc không cách nào cự tuyệt, vậy liền thống thống khoái khoái đáp ứng, đừng nhăn mặt, cũng đừng một bộ nửa chết nửa sống, nghe xong liền không thoải mái ngữ khí, không phải ra máu, còn rơi không đến tốt huống chi hắn căn bản liền không có muốn tự tuyệt. Gặp hắn nên được như thế dứt khoát, Trương Hoàng hậu trong lúc nhất thời cũng không khỏi yên lặng, sau một lúc lâu mới cùng một lần nữa mở miệng, ngữ khí càng lộ vẻ nhu hòa. Vậy bản cung ngày mai liền để bọn hắn phái người đem bạc đưa đến chỗ ở của ngươi, về sau còn xin hạ tẩy mã nhiều hơn đảm đương, cho bọn hắn hai người nhường ra chút ít lợi. Nương nương yên tâm, về sau mỗi tháng 15, thần đều sẽ đúng giờ đem bạc cho ngài hai vị huynh đệ đưa qua. Như thế vậy làm phiền hạ tẩy mã. Nói xong, Trương Hoàng hậu lại ấm giọng nói, bản cung nghe bệ hạ nói qua, trong nhà người có một kiều thê, nếu là vô sự lời nói, có thể để nàng thường xuyên đến trong cung đến bồi bản cung trò chuyện, bản cung cũng muốn nhìn một chút hạ tẩy mã kiều thê lớn lên là rất bộ dáng. Hạ Nguyên mở miệng nói, thần cái kia thê tử nói là kiều thê, nhưng kỳ thật liền là tính tình mềm mại sợ sệt tiểu cô nương, các loại thấy nương nương phượng nghi nhất định nơm nớp lo sợ, dọa đến ngay cả lời đều nói không ra miệng, vẫn là chớ có để nàng chọc tới nương nương không thích. Bản cung như thế nào vì vậy mà không vui? Nghe ngươi kiểu nói này, bản cung ngược lại là càng muốn gặp hơn. Nói đến đây, Trương Hoàng hậu vừa cười ngược lại đường, không nghĩ mát tẩy ngựa đã nói như vậy, bản cung cưỡng cầu nữa cũng có vẻ ép buộc. Tả hữu bất quá hai tháng liền là bản cung sinh nhật, người cái kia kiều thê thân có ngũ phẩm cáo mệnh, theo lễ chế, nàng cũng muốn tới tham gia cái này thiên thu yến, đã là lễ chế, nghĩ đến hạ tẩy mã lần này sẽ không cự tuyệt thôi. Thần không cự tuyệt, đến giờ tự sẽ để nàng đến cho nương nương chúc sinh nhật. Ra máu, không có chậm trễ nữa bao lâu thời gian, hạ nguyên liền cáo lui rời đi, rất nhanh liền ra không ninh cung cửa cung, trương hoàng hậu dường như cảm giác hắn đã đi xa, quay đầu đối trách điện tức giận, cút ra đây thôi. Sau đó không ninh cung trong thiên điện liền thật cút ra đây hai người, đều mặc lấy khâm bang cho đỏ thẩm đấu ngư phục, nhìn xem hơn 20 tuổi, chính là Trương Hạc Linh cùng Trương Diên Linh hai huynh đệ. Trương Hoàng Hậu trên mặt vốn còn lưu lại một chút nhu hòa ý cười, nhưng nhìn thấy hai cái này hàng về sau, lại là trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng trắng đường, bản cung đã không nể mặt mặt, giúp các ngươi hai người muốn tới hai thành chia hoa hồng hai huynh đệ các ngươi vừa vặn một người một thành, đừng tranh cũng đừng đoạt, có nghe thấy không? Trương Hạc Linh không lớn hài lòng nói, a à tỷ, ta cảm thấy một thành chia hoa hồng quá ít. Bên cạnh Trương Diên Linh đi theo gật đầu, đúng vậy a, à, cảm giác đều không đủ làm. Trương Hoàng hậu nghe vậy không khỏi nhíu mày, sắc mặt khó coi xuống tới, một thành chia hoa hồng một tháng chính là mấy vạn lượng tiền thu, còn chưa đủ các ngươi làm. Trương Hạc Linh Đường, đủ là đủ, nhưng trên đời này có ai ngại bạc nhiều. A tỷ, ngươi sẽ giúp chúng ta muốn tới một thành, chúng ta một người một thành rưỡi cũng tốt. Nghe đến mấy câu này, Trương Hoàng hậu sắc mặt đã là càng phát ra khó coi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, bản cung làm sao lại có các ngươi hai cái này không nên thân huynh đệ, thật sự là những năm này đem các ngươi làm hư, từng cái có tay có chân, lại là cái gì cũng sẽ không làm, không trách các ngươi tỷ phu chửi mắng các ngươi là bùng nhão không dính lên tường được, mình bất tranh khí, còn cả ngày cũng muốn cái kia đầy trời chuyện tốt. Đi, ngày mai đem bạc đưa đến cái kia hạ tẩy mã trong phủ, chia hoa hồng các ngươi một người một thành. A, à. lại nói một nửa, Trương Hạc Linh liền kêu lên một tiếng sợ hãi, a à, tỷ, cái này 50.000 lượng bạc còn muốn chính chúng ta móc. Trương Diên Linh mặt cũng khổ xuống tới, đúng vậy a à, cái này bạc cũng không thể để cho chúng ta móc a à. các ngươi không mình móc còn muốn để ai móc không hề nghĩ ngợi trương hạc linh tiện lợi nói ngay để tỷ phu giúp chúng ta móc tỷ phu bên trong nô bên trong hiện tại có bạc trương diên linh cũng lập tức tiếp lời mùa hạ thuế bạc cũng nên chinh thu đến lúc đó tỷ phu bên trong nô bạc nhiều hoa đều xài không hết đối diện với mấy cái này cái ngôn luận trương hoàng hậu khí thân thể không ngừng rung động lại là khí lại là buồn cuối cùng nàng thông suốt đứng dậy xốc lên cách màn đi ra nâng tay lên một người một cái đại bức đấu phiến đi lên ba ba hai tiếng hai cái bàn tay dứt khoát lại lưu loát tấu chương xong chương hai trăm linh hai ca trong ngực ta đau toàn bộ không ninh cung bên trong loạn cả một đoàn trương hạt linh cùng trương diên linh hai huynh đệ khóc hô hào muốn tìm cái chết kiếm sống cha mẹ các ngươi thấy không a tỷ nàng đánh chúng ta a tỷ nàng đánh chúng ta lớn như vậy cái bàn tay phiến đến trên mặt nhưng đau cha mẹ các ngươi trên trời có linh thiên mở mắt ra xem một chút đi hai huynh đệ ôm ở cùng một chỗ nghẹn ngào khóc trống nước mắt một thanh nước mũi một thanh hỗn hợp lại cùng nhau lại ào ào xuống, nhìn xem liền tê tâm liệt phế. Khóc khóc lại phút chốc tách ra, một người trong điện tìm cây cột, mở ra cánh tay ôm lấy, ngay cả A tỷ đều đánh chúng ta, vậy chúng ta cũng không sống được, cha, mẹ, nhi tử tới tìm các ngươi. Nói xong, hai người liền dùng đầu cạch cạch tại trên cây cột đập, dập đầu mấy lần, cảm thấy quá đau, không khỏi khóc càng thảm hơn mấy phần. Cũng không dám lại ra sức thật đập, chỉ là thoáng làm lấy bộ dáng, khóe mắt quét nhìn nhưng lại liếc trộn trương hoàng hậu, chờ lấy A tỷ xin lỗi, lại an ủi một cái mình hai người thụ thương tâm linh sau đó trương hoàng hậu lại chỉ là một mực yên lặng không lên tiếng đứng ở một bên nhìn xem hai cái buồn cười lúc huynh đệ trong mắt rõ ràng lộ ra bi vẫn cùng đau thương nàng là cao quý hoàng hậu nhưng xuất thân cùng hiển hách một từ hoàn toàn không dính dáng đây cũng là đại minh triều lịch đại đến nay truyền thống vì phòng ngừa ngoại thích chuyên quyền lịch đại đến nay hoàng hậu hoặc giả thuyết thái tử phi đều là từ tầm thường nhân gia nữ nhi bên trong chọn lựa toàn bộ đại minh triều ngoại trừ vị kia phụng thiên tỉnh khó khăn chu lệ hắn hoàng hậu chính là từ đạt nữ nhi thuộc về công thanh nhà còn lại hoàng hậu đều là tầm thường nhân gia xuất thân mà muốn trở thành thái tử phi thậm chí hoàng hậu cũng không dễ dàng như vậy theo đại minh triều quy cũ đầu tiên đến gia thế thanh bạch cái gì gọi là thanh bạch hướng tổ tiên ngược lại cái bảy tám thay mặt không thể xuất hiện một chút xíu vết bẩn cái gì giết người phóng hỏa tuyệt đối không được với lại cũng không thể xử lý hành thương kỹ nữ trộm loại hình tiện nghiệp nói đơn giản điểm nếu là liền là người đọc sách nhà cô nương phẩm đức tướng mạo tính cách đều là trọng yếu nhất mà trương hoàng hậu tự nhiên phù hợp hết thảy điều kiện tính tình ôn hòa nhã nhặn gia cảnh bình thường phụ thân chỉ là quốc tử giam giám sinh nhiều lần không trúng thật sớm liền buông tay nhân gian, mẫu thân càng là chết tại phụ thân đằng trước. Hai cái đệ đệ một cái bảy tám tuổi, một cái năm 6 tuổi thời điểm, nàng liền nắm kéo hai người này kiếm ăn, cho người ta may vá theo sống, giật chút vải vóc nuôi sống gia đình. Nói là tỷ tỷ, kỳ thật liền là mẫu thân, mặc dù có thân thích tiếp tế, nhưng cũng làm theo qua nghèo khó khổ khốn. Về sau bắt kịp triều đình tuyển thái tử phi, đương thời vẫn là thành hóa hướng, cái này tuyển phi một chuyện lại là vạn quý phi chủ trì, nàng đối với cái này tự nhiên là không để ý chút nào. Mà lần này tuyển phi. Vạn Quý Phi cũng chỉ là tại một đống người trong danh sách tùy ý chọn một cái. Thế là Trương Hoàng hậu liền mơ mơ hồ hồ lên làm Thái tử Phi, từ đó về sau thời tới vận chuyển, cáo biệt đã từng khốn cùng thời gian, nhưng ngày tốt lành không có qua hai năm, quay đầu phát hiện, hai cái đệ đệ đã phế đi. Từ nhỏ liền không có phụ mẫu, bị người khi dễ, bị người bạch nhãn, quất quất ức ức chỉ biết được khóc, chuyện gì đều là chính mình cái này tỷ tỷ hỗ trợ xử lý, chính mình cái này làm tỷ tỷ lại phải nuôi nhà sống tạm, còn muốn chiếu cố hai cái này đệ đệ. Mỗi ngày bề bộn nhiều việc sinh kế, thật sự là không có thời gian quản giáo hai người các loại lên làm thái tử phi thậm chí hoàng hậu nhớ tới đã từng cái kia đói một bữa no một bữa thời gian liền đối với hai cái đệ đệ quá phận đền bù lần này là thật phế đi hết ăn lại nằm ngu xuẩn ngây thơ bùn nhão không dính lên tường được trương hoàng hậu có thể hướng hai vị này đệ đệ trên thân gia tăng rất nhiều vũ nhục tính từ ngữ nhưng nàng nếu là sinh hoạt tại hậu thế hoàn toàn không cần như thế phiền phức có cái từ ngữ sâu sắc lại nói trúng tim đen cự anh những năm này phạm vào không biết bao nhiêu sai mỗi một lần đều là nàng cái này làm tỷ tỷ thu thập cục diện rối rắm. Trương Hoàng hậu sớm đã không cầu hai người có cái gì tiền đồ, chỉ cầu có thể trưởng thành điểm, như cái nam nhân. Không cần mỗi một lần gặp được vài việc gì đó, liền chạy tới trong cung khóc sức mướt, hoặc là cầu đến trên đầu mình. Nhưng bây giờ nàng bi ai phát hiện, mình chỉ là quạt bọn hắn một bàn tay, hai cái này vật không thành khí liền khóc tê tâm liệt phế, còn vì này tìm cái chết. Trương Hoàng hậu mặt không thay đổi nhìn xem, khuôn mặt đều là hờ hững, đợi đến hai người khóc tâm cuốn họng, lúc này mới hỏi, các ngươi khóc đủ chưa? Không đủ, không đủ, không ngừng khóc, chúng ta còn muốn chết. Đối, không sống được, A tỷ thế mà đánh chúng ta. Chết đi, chết đi. Hôm nay các ngươi liền chết tại cái này không nên cung bên trong, bản cung tự sẽ cho các ngươi chuẩn bị bên trên quan tài. Hai huynh đệ dọa đến súc súc cổ, trong lúc nhất thời tâm như hến, một lát sau, hai người mới một mặt quỷ khuất nói, A tỷ. Nhìn xem hai người một mặt vĩ khuất ba ba bộ dáng, Trương Hoàng hậu trong lòng không hiểu mềm nhũng mấy phần, lại vẫn là lạnh mặt nói, đừng gọi ta A tỷ, ta không có các ngươi như thế bất tranh khí huynh đệ vậy chúng ta một thành chia hoa hồng. Đối, còn có bạc, A Tỷ cùng Hoàng đế Tỷ Phu nói một chút, để Tỷ Phu hỗ trợ móc cái này 50.000 lượng bạc. Trương Hoàng hậu lại là nổi giận, chỉ vào ngoài điện đường, lăn, lăn ra ngoài, thứ mất mặt xấu hổ. Hai huynh đệ còn muốn há mồm hô một tiếng A Tỷ, dùng cái này đến tỉnh lại Hoàng hậu thân tình, lại đón nhận Trương Hoàng hậu tràn đầy lạnh lùng con mắt, sợ rung cả người, chỉ có thể xám xịt buông ra cây cục lăn ra ngoài. Suốt cung môn, Trương Diên Linh nước mắt trên mặt chưa khô, ông ngực đường, ca, ta cái này tim vô cùng đau đớn. Trương Hạc Linh cũng ôm ngực, ta cũng đau. A tỷ trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ không có đánh qua chúng ta. Cũng đánh qua, đây là lần thứ hai. Trương Hạc Linh cải chính. Nghe nói như thế, Trương Diên Linh nghĩ tới, lại phàn nàn nói, lần kia đều là ngươi làm sự tình, cùng ta lại không có quan hệ, đều là bị ngươi liên lụy, nếu không phải ngươi đùa giỡn người cung nữ kia, A tỷ cũng sẽ không đánh chúng ta. Cái gì đùa giỡn, ta chỉ là muốn cùng người cung nữ kia trò chuyện. Trương Diên Linh không muốn cùng hắn nói dốc cái này, hỏi, ca, ngươi nói chúng ta cái kia một thành chia hoa hồng còn gì nữa không? Không biết, A Tỷ hiện tại đối chúng ta không có lấy trước như vậy yêu thương, không chỉ có đánh chúng ta, cũng không chịu để hoàng đế tỷ phu giúp chúng ta móc bạc. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để chính chúng ta móc. Ca, ta không nở bạc. Ta cũng không nở. Hai người sầu mi khổ kiểm một trận, Trương diên Linh đề nghị, ca, nếu không chúng ta đi cái kia họ hạ trong phủ hỏi một chút, nói không chừng đó là cái người hảo tâm, nguyện ý tặng không chúng ta một người một thành chia hoa hồng. Trương Hạc Linh khinh bỉ nói, Ngươi làm sao ngốc như vậy? Trên đời nào có người nguyện ý cho chúng ta tặng không bạc? Cái kia cũng không thể đi trắng trận cướp đoạt a? À, cái kia họ hạ chính là người tập võ, ta có chút sợ hắn. Không phải tập võ, cái kia họ hạ hội thần công, sẽ gián long thập bát chưởng, còn biết ném phi đao. Nhưng cái kia họ hạ thật hội thần công sao? Khẳng định sẽ, ngươi cũng không phải không biết được. Thái tử cháu trai đều tại cùng hắn học thần công gì, lần trước gặp mặt cháu trai còn đánh ta một chưởng, lực tay mà nhưng so sánh trước kia lớn hơn, đánh ngực ta đau vài ngày. Nói lên việc này, Trương Hạc Linh ngược lại ẩn ẩn đau lên. Nghe nói cháu trai còn chưa bắt đầu luyện thần công, liền đã lợi hại như vậy, cái kia họ hạ khẳng định lợi hại hơn. Đối, khẳng định lợi hại hơn. Trương Diên Linh gật đầu phụ họa, lại hỏi, "Ca, cháu trai lần kia em đẹp tại sao muốn đánh ngươi?" Trương Hạc Linh nghĩ nghĩ, "Ca cũng không biết, nhưng cháu trai giống như rất chán ghét chúng ta, ta đều không nghe hắn hô qua một tiếng cậu. Ta cũng không có nghe cháu trai hô qua ta cậu, không chỉ có cháu trai, tỷ phu cũng rất giống chán ghét chúng ta. Chỉ có a tỷ không ghét chúng ta." Nói xong, Trương Diên Linh lại che lên ngực, vẻ mặt đau khổ nói: nhưng A Tỷ bây giờ lại đánh chúng ta, ca, trong lòng ta lại đau. Ca cũng là. Hai cái này hàng là nhất định phải ra sân, không vòng qua được đi, đại minh triều thứ nhất ngang ngược càng rỡ ngoại thích, ngay cả hoàng đế vương miệng cũng dám mang, còn dám mạnh lên cung nữ. Nhưng nếu là dựa theo bình thường mạch suy nghĩ đi viết, cái kia chính là cái này hai hàng mang theo tay chân đi trong nhà trắng trợn cướp đoạt, đến lúc đó nhân vật chính chỉ có hai cái xử lý phương pháp, hoặc là lật bàn, hoặc là nén giận. Loại này xử lý khẳng định sẽ có người la hét độc, hiện tại độc giả đã không thể nhìn nửa điểm nhân vật chính chịu ngăn trở chuyện ta chuyên môn đi thăm dò qua hai người này, muốn nói thật đại gian đại ác cũng không tính được, Trương Hoàng hậu cha mẹ chết sớm, không có lên làm thái tử phi trước liền chết, mà Trương Hoàng hậu hiện tại bất quá 30 tuổi, thậm chí còn không tới 30. Bây giờ là hoàng trì 15 năm, có thể thấy được hai người này từ nhỏ đã không có phụ mẫu, là bị tỷ tỷ nuôi lớn. Không cha không mẹ người, vẫn còn con nít, trong nhà không quyền không thế, thụ khi dễ là khẳng định, tính cách ác phải uất quất tức tức, sợ sệt, đối tỷ tỷ quá phận ỷ lại, cự anh loại tính cách này tuyệt đối có khả năng xuất hiện. Với lại hai người cũng xuẩn đáng thương, nửa điểm hình thức đều không nhìn rõ, về sau chết tại gia tỉnh trong tay. Tấu chương xong. Chương 203, bản cung cũng không nhận. Lúc này trong đông cung đầu, Chu Hậu Chiếu đem bàn trà đập cạch cạch vang, mặt đỏ bừng bên trên tràn đầy tức giận. Đối cái kia hai cái cái gọi là cậu, hắn vốn là tràn đầy ghét bỏ cùng căm ghét, mắng một tiếng phế vật đều là tức nhắc bọn hắn. Bây giờ thế mà còn dám lẫn vào đến mua bán bên trong, liếm lát mặt muốn hai thành chia hoa hồng. Bản cung bây giờ đều không có chia hoa hồng, hai người bọn họ phế vật cũng xứng, hạ nguyên ngồi ở bên cạnh yên lặng nhìn xem hắn vỗ bàn đập vẫn rất có tiết tấu cùng vận cảm giác phanh chu hậu chiếu dường như làm quyết định trọng đại gì hung hăng có trong hồ sơ mấy nhịp dưới không thành cái này chia hoa hồng tuyệt đối không thể cho bọn hắn nói xong lại bỗng nhiên đứng dậy sư phó chờ lấy bản cung cái này đi tìm mẫu hậu giúp ngươi đem chia muốn trở về hạ nguyên tay mắt lanh lẹ một tay đem hắn giữ chặt ngươi tỉnh lại đi thần lại không có thua thiệt ngược lại coi như ngược lại ngươi đừng đi không phải thần coi như thật thiệt thòi lớn chỗ nào không có thua thiệt Chu Hậu Chiếu mở to hai mắt, 50 nghìn lượng mua hai thành chia hoa hồng, sư phó ngươi có thể hay không tính sổ sách? Là ngươi sẽ không tính sổ sách, hoặc giả thuyết hai ta tính toán không phải một cái sổ sách. 50 nghìn lượng bạc mua hai thành chia hoa hồng, chiếu trước mắt một tháng mấy chục vạn hai tiền thu, một tháng liền có thể hồi vốn còn có lợi nhuận, phía sau tất cả đều là lãi ròng nhuận. Nếu là người bên ngoài, đừng nói 50 nghìn lượng bạc, 50 vạn lượng hạ nguyên đều không mang theo phản ứng, một cái tai to phá tử phiến đi lên, cút đi. Nhưng Trương Gia huynh đệ không đồng dạng, tỷ tỷ của bọn hắn là hoàng hậu mà hoàng hậu lại là cái đỡ đệ ma chi hoa hồng là cho ra ngoài nhưng là tại hoàng hậu chỗ ấy lưu lại cái ấn tượng tốt còn soát một đợt độ thiện cảm bạc thua lỗ còn có thể lừa nhưng hoàng hậu độ thiện cảm cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể soát làm đỡ đệ ma công lực đơn giản quá dễ dàng chỉ cần tìm chuẩn điểm vào cũng tức là nàng cái kia hai cái đệ đệ rất dễ dàng liền có thể đạt thành bạo kích chỉ là là cao quý hoàng hậu nhất quốc chi mẫu cả ngày đợi tại hậu cung bên trong người bên ngoài căn bản cũng không có tiếp cận cơ hội của nàng lại nói thế nào công lược hạ nguyên thật vất vả gặp được một lần tự nhiên được thật tốt nắm chặt cơ hội trước mắt đến xem hiệu quả nổi bật đã đạt thành bảo kích không phải hoàng hậu tuyệt sẽ không đưa ra để trong nhà tiểu tức phụ thường xuyên vào cung bồi tiếp nàng nói chuyện nói chuyện phím vào cung bồi hoàng hậu nói chuyện đây tuyệt đối là thiên đại vinh hạnh đặc biệt đừng nói là cái ngũ phẩm mệnh phụ liền là trong triều nhất phẩm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân cũng rất khó thu hoạch được loại đãi ngộ này đây là hoàng hậu muốn dùng cái này đến hoàn lại phần nhân tình này. Chỉ là hạ nguyên không có đồng ý. Không nói đến nhỏ tề tử tính cách sợ sệt, chờ nhập cung khẳng định càng là nơm nớp lo sợ. Đến lúc đó trong lòng chính nàng lo sợ khẩn trương bất an, hoàng hậu cũng không thoải mái. Huống chi nhân tình sao có thể nhanh như vậy, dễ dàng như vậy hoàn lại. Nhân tình này thế nhưng là trên đời khó khăn nhất để cho người ta thiếu nợ, chớ nói chi là vẫn là để trương hoàng hậu thiếu món nợ này. Loại này nợ hư vô mờ mịt, nhìn không thấy vật thật, nhưng cũng so chân kim bạch ngân tới càng thêm lợi ích thực tế chỉ cần một ngày không hoàn lại, liền vĩnh viễn tồn tại, món nợ này tồn tại trương hoàng hậu trong lòng, về sau nàng và hoàng đế trò chuyện giết thì giờ, chỉ cần đàm luận từ bản thân, miệng kia bên trong liền đều là lời hữu ích. Cái này gọi cái gối phong. Mà nàng chỉ cần nghĩ tới phần nhân tình này, liền trong lúc vô hình cho món nợ này tăng lợi tức, tích lũy tháng ngày phía dưới, lại biến thành một cái khó có thể tưởng tượng mức, so núi vàng núi bạc còn tới nặng. Chu hậu chiếu rõ ràng là cái sẽ không tính sổ, xác thực tới nói, hắn không cần tính loại người này tình lõi đời sổ sách, Hạ Nguyên cũng không nghĩ lấy cùng hắn giải thích, không phải sẽ ảnh hưởng mình tại con hàng này trong lòng chính diện hình tượng, cảm thấy mình lòng tham tạng, mặc dù xác thực đủ bẩn. Nếu không phải lo lắng để hoàng hậu cảm thấy mình có mị bên trên chi ngại, sẽ khiến phản hiệu quả, hắn thậm chí muốn đem mình tất cả chia hoa hồng cho hết ra ngoài, đem khoản này nhân tình làm đến lớn nhất. Gặp Chu hậu chiếu không buông tha, Hạ Nguyên chỉ có thể dắt lấy hắn ống tay áo, dùng một loại tận tình ngữ khí khuyên nhủ, thần biết điện hạ muốn thay ta ra mặt, nhưng điện hạ nếu là chạy tới, hoàng hậu khó đảm bảo sẽ không tưởng rằng ta khuyến khích, huống chi ngươi cũng sẽ cùng hoàng hậu huyên náo không thoải mái nghe nói như thế chu hậu chiếu động tác một trận cũng không biết là câu nào lên hiệu quả vừa tức vù vù ngồi trở lại đến mang trên mặt quán giận cái kia sư phó nói làm sao bây giờ vừa nghĩ tới cái kia hai cái mặt hàng có thể cầm hai thành chia hoa hồng bản cung cái này trong lòng liền cực không thoải mái hạ nguyên minh bạch con hàng này có lẽ cũng không phải muốn giúp mình ra mặt tối thiểu không hoàn toàn là còn có một nguyên nhân là chính hắn cảm thấy trong đầu khó chịu cảm thấy hai người kia không xứng lấy hoa hồng ngươi đến cùng là có bao nhiêu ghét bỏ ngươi cái kia hai cái cậu Lời vừa nói ra, Chu Hậu chiếu lập tức gấp, trên mặt dâng lên vô tận căm ghét, giống như là trên thân lê dính cái gì bẩn thiểu vật dơ bẩn, vội vàng phủ sạch quan hệ, cái gì cậu, bản cung cũng không nhận. Tốt a, à, quả nhiên rất ghét bỏ. Hạ Nguyên cũng chưa từng thấy qua Trương gia hai huynh đệ, đối bọn hắn ấn tượng chỉ là bắt nguồn từ sách sử, ngược lại thanh danh rất thúi, có thể nói là đại minh triều nhất nổi tiếng xấu ngoại thích, cũng là nhất gan lớn hai cái mặt hàng, không có cái thứ hai. Gan lớn của bọn họ không phải thể hiện tại đại gian đại ác bên trên, trên sử sách ghi chép hai người này cũng chỉ có một từ hoành hành phạm pháp. Sau đó liền không có. Đã không có thao túng triều chính, dùng cái này độc quyền, cũng không có giết người phóng hỏa, bán quan bán tước, nhưng hai người lại là thật to gan lớn mật. Hoàng đế mũ miệng có người dám mang sao? Bọn hắn dám. Trong hoàng cung cung nữ có người dám đùa dẫn sao? Bọn hắn dám. Những sự tình này xong xuôi về sau, tại trương hoàng hậu cầu tình phía dưới, bọn hắn ngược lại là không có việc gì. Sau đó quay đầu lại tiếp lấy hoành hành phạm pháp. Làm sao cái hoành hành phạm pháp, trên sử sách không có ghi lại quá xác thực nhưng đơn giản liền là khi dễ khi dễ bách tính xâm chiếm xâm chiếm dân ruộng tối cao ánh sáng thời khắc là cùng một cái khác băng ngoại thích tranh đoạt điền sản ruộng đất thông qua sự tình hôm nay hạ nguyên thậm chí còn đối hai cái này nổi tiếng xấu ngoại thích có chút đổi mới cảm thấy trên sử sách ghi lại cũng không nhất định chuẩn xác hai người này thế mà còn biết dùng bạc mua chia hoa hồng lại tìm hoàng hậu tới làm thuyết khách không có trực tiếp tới cửa đến đoạt làm nhân vật đặc tả đại khái liền là hai cái cùng được không dính dáng nhưng lại xấu không đủ triệt để mặt hàng Chu Hậu chiếu dư vẫn chưa tiêu, trong lòng đã là làm quyết định, đã vấn đề này không có cách nào cải biến, vậy liền đem cái kia hai cái mặt hàng đánh lên một chầu, không phải khẩu khí này thực sự nuốt không trôi. Đầu tiên không thể chính mình đi. Đến phái người đi, tốt nhất là gõ muộn côn. Tìm mấy người chuẩn bị đầy đủ bao tải cùng bổng tử, các loại cái kia hai cái cái gọi là cậu trên đường phố đi đến không ai địa phương, đem bao tải hướng bọn hắn trên đầu một bộ, sau đó đánh lên một chầu, chỉ cần mình không nhận, cũng không ai biết là mình làm, nghĩ đến cái này, hắn lại cảm thấy kế hoạch này khả thi không cao, bởi vì cái kia hai cái mặt hàng không chỉ có phế, còn lười, lười nhát cả ngày nằm trong nhà đều không nguyện đi ra. chờ bọn hắn trên đường phố phải đợi tới khi nào đi? Bên trên nhà bọn họ đánh, đây có phải hay không là quá mức càng rỡ? gặp chu hậu chiếu không hiểu thấu bắt đầu trầm ngâm, hạ nguyên trong lòng không có lý do liền phun lên một cổ dự cảm bất tường. điện hạ đang suy nghĩ gì? cũng không phải là muốn lấy làm sao đi tìm hoàng hậu đòi lại chia hoa hồng a? À. không có, bản cung đã không nghĩ những thứ này nghe nói như thế hạ nguyên trong lòng lập tức đã nắm chắc lấy hắn đối chu hậu chiếu hiểu rõ nếu là con hàng này nói cái gì làm sao có thể làm sao lại đồng thời lộ ra loại kia một mặt thuần lương dáng vẻ vậy đã nói rõ nhất định là đang nói láo nhưng bây giờ khẳng định không phải hạ nguyên yên tâm lại lại nhìn xem ngoài điện sắc trời buổi trưa lúc đã qua lại đến giờ tan sở không nghĩ liền tốt cái kia thần liền đi về trước cơm nước xong xuôi lại đi a à, bản cung còn muốn cùng ngươi thương lời còn chưa dứt hạ nguyên đã thản nhiên ra cửa điện Chu Hậu Chiếu vừa định gọi hắn trở về, nghĩ nghĩ lại từ bỏ, bản cung một người suy nghĩ cũng tốt, tránh khỏi sư phó lại không đồng ý. Tấu chương xong. Chương 204, dạ tập hầu phủ. Ban đêm kinh thành, gió mát vất vơ, lúc này đã là đêm dài, vạn vật im tiếng, đa số người đều đã chìm vào mộng đẹp. Ở vào kinh sư thành Tây có hai nơi phủ đệ, chính là Thọ Ninh hầu phủ cùng Kiến Sương bá phủ, tự hồ vì lộ ra thủ túc tình thâm, hai nơi dinh thự thật chặt kề cùng một chỗ, ở giữa bức tường kia tường viện còn bị đã thông, lẫn nhau kết nối, trong phủ gõ mỏ cầm canh tuần tra ban đêm hạ nhân nát, buồn ngủ nhập nhèm kéo lấy côn bổng qua loa cho xong bốn phía tuần tra một phiên ứng phó xong việc phải làm liền lại trở lại càng phòng tiếp lấy ngã đầu ngủ say phủ đệ hậu viện tường vây phía dưới mấy người mặc y phục dạ hành miếng vải đen che mặt lén lén lúc lúc bóng người chính dựa vào tường nghe bên trong động tĩnh cứ việc che mặt nhưng mấy người vẫn là nín thở một cái bóng đen tiến đến một cái cầm đầu bộ dáng bên người thân ồm ồn đường đại ca ta thật muốn đánh thọ ninh hầu cùng kiến xương bá đây chính là quốc cửu ai không biết được hai người bọn họ là quốc cửu dẫn đầu đại ca trừng mắt cũng không để ý mấy người xem hay không gặp lại hạ giọng nói ngươi cho rằng lão tử muốn đánh bọn hắn còn không phải quá nói đến đây hắn lại tranh thủ thời gian dừng lại một hồi sau khi đi vào đều đặt nương hạ thủ nhẹ một chút đánh thời điểm liền nói là cầu tài đánh xong liền chạy trước khi đi lại tùy tiện đoạt ít đồ tới trước nam giao chỗ kia miếu hoang gặp mặt còn có sự tình xong xuôi về sau của chính mình miệng quản nghiêm thực điểm không phải bị điều tra ra chúng ta có một cái tính một cái ai cũng trốn không thoát đám người biến sắc yên tâm ti hạ bọn người nhất định đem sự tình nát tại trong bụng đầu. Cái gì ti hạ, lão tử hiện tại là đại ca của các ngươi, các ngươi là lão tử trong tay đầu phỉ chúng, chúng ta là cướp tiền thổ phỉ, đều ghi lại tự mình thân phận, một hồi tuyệt đối đừng lọc ý tứ, nếu ai lọc, cái kia chính là hại các huynh đệ một khối chết. Thấy mọi người liên tục không ngừng gật đầu, dẫn đầu đại ca cũng đi theo gật gật đầu, sau đó dương một tay lên, mấy người cấp tốc đứng dậy dùng chân đạp mặt tường, từ từ mấy lần liền lật ra đi vào. Các loại lộn vòng vào tường vây, lại mượn hậu viện phòng hành lang yểm hộ, một đoàn người hướng về dinh thự bên trong lớn nhất chỗ kia chính phòng sờ soạn. Không biết đi qua bao lâu, Thọ Ninh hầu phủ nhà chính bên trong phát ra hai tiếng kêu rên, nhưng lại cấp tốc im bặt mà dừng, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Đều đừng mẹ nó hô, các huynh đệ chỉ là cầu điểm tài, lại hô một đao kết liễu các ngươi. Có lẽ là ngày hôm nay Tâm Linh nhận lấy thương tích, trương gia hai huynh đệ là tại ngủ chung, hai người ngủ ở một cái giường ăn ảnh lẫn nhau sưởi ấm, ngủ say, liền bị người từ trên giường kéo xuống tới, sau đó cái ót bên trên đeo bao tải. Nghe được cái này uy danh híp còn có chống đỡ tại trên cổ sự vật hai huynh đệ liên tục không ngừng gật đầu dọa đến nước mắt đều nhanh chảy ra trương hạt linh đường đại ca chúng ta không có để cho các ngươi mẹ nó đừng hô còn gọi nói xong đinh đinh cạch lan một trận quyền chân liền chào hỏi đi lên đại ca là anh ta kêu ta không có còn gọi lại là một trận quyền chân mấy cái người áo đen ở chỗ này đánh còn có hai người trên bàn tùy tiện vẽ ngẩn ra vài thứ lại đem trên tường tranh chữ lấy xuống cũng không để ý giá cả hướng trong ngực một thăm dò lúc này mấy người kia cũng cấp tốc thu tay lại, sau đó mọi người đẩy mở cửa chạy ra ngoài, rất nhanh liền biến mất trong màn đêm mịt mùng. Cho đến lúc này, Trương gia hai huynh đệ mới dám yên tâm to gan khóc lên, một bên khóc một bên gào, hô hào người tới người tới, ngay sau đó phủ đệ các nơi ánh nến thắp sáng, từng đợt vội vàng tiếng bước chân bốn phía kinh hoàng buông tẩu, sau đó trong phủ gõ tiếng chiên bên tai không dứt, vang vọng tại kinh sư trong bóng đêm. Mà mấy cái kia che mặt người áo đen sớm đã bỏ trốn mất dạng, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này Trương gia hai vị quốc cửu thế mà ngủ ở một khối, như thế bất đi rất nhiều chuyện bất quá phi hai cái đại nam nhân đi ngủ còn ôm ở cùng một chỗ thật đặc nương để cho người ta buồn nôn lúc này tử tấm thành bên trong hoàng trì hoàng đế đã là kết thúc một ngày chính vụ trở lại tẩm cung của hoàng hậu khôn ninh cung bên trong nghỉ ngơi ngồi tại trên giường hai cái chân ngâm tại một bức tượng lấy phong phú hoa văn bồn bạc bên trong một bên dùng nước nóng ngâm chân một bên hưởng thụ lấy trương hoàng hậu cho mát xa bả vai trẫm bây giờ ngược lại lại bị ngươi cái kia hai cái đệ đệ cho làm hại không nhẹ lúc trước trẫm rõ rệt đáp ứng hạ khanh nhà nhiều một phần cũng không lấy hiện nay lại thất tính với người nói xong hoàng trì hoàng đế trên mặt hình như có nổ khí sau một lúc lâu lại chán nản ép xuống vừa trở về biết chuyện này lúc hắn là muốn phát tác nhưng lại có thể làm sao phát tác là cho cái kia hai cái em vợ trị tội vẫn là răng dạy mình hoàng hậu cái trước hắn rất muốn nhưng làm không được cái sau hắn không đành lòng hoặc giả thuyết hỗ trợ muốn trở về khả cư hoàng hậu nói tới hạ khanh nhà đều đã là ứng với lại đáp ứng rất đau có nghề nghiệp hai người kia nghĩ đến liền có thể trung thực xuống tới trương hoàng hậu có chút dừng lại động tác còn nói thêm với lại thần thiếp ngày hôm nay vừa vặn rất tốt sinh quản giáo bọn hắn một trận. Lại mắng hai người bọn họ câu. Chu hữu đường đối cái này cái gọi là quản giáo đã không ôm bất cứ hy vọng nào, Trương hoàng hậu có bao nhiêu yêu chiều cái kia hai cái đệ đệ, hắn cái này khi trưởng phu lại quá là rõ ràng. Từ xưa mẹ nuông chiều thì con hư, từ tỷ cũng là, hai người kia phế vật đơn giản khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Hắn một mực đối loại này yêu chiều có sở thành gặp, cũng nhiều lần muốn trị tội của bọn hắn, nhưng mỗi lần đều bởi vì hoàng hậu cầu tình mà thay đổi chủ ý. Thần thiếp cho bọn hắn một người tác một bạc tai ngày hôm nay hai người bọn hắn còn ở lại chỗ này không nên cung bên trong tìm cái chết. Úc. Chu Hữu Đường út một tiếng, trong lòng phút chốc liền có loại vui sướng cảm xúc đang dập dần, hắn nhớ kỹ lần trước hoàng hậu đánh bọn hắn lúc, đây chính là mấy năm trước đó, mà một lần kia hai người phạm sai lầm nhưng so sánh lần này cần đại vô số lần, mượn tử kình mang chính mình cái này hoàng đế mũ miệng, còn đùa giỡn cung nữ. Cái này tội muốn thả người bên ngoài chém đầu đều là nhẹ, thậm chí trực tiếp có thể theo mưu phản tội luận xử. Nhưng sau cùng kết quả xử lý bất quá là nhẹ nhàng buông tha, hoàng hậu quạt bọn hắn một người mấy bàn tay hôm nay sự tình cùng lần kia so sánh đơn giản liền là không đáng giá nhắc tới lại cũng có thể làm cho hoàng hậu phiến bọn hắn chu hữu đường thật nghĩ khen một câu phiến tốt nhưng lại sinh sinh nhịn xuống ngược lại tường chứa bình tĩnh hỏi thục quân hôm nay vì sao như vậy hạ quyết tâm thần thiếp cái kia hai cái đệ đệ thật là không nên thân còn muốn để phu quân từ trong nô bên trong ra cái này 50.000 lượng bạc thần thiếp giận liền hung hăng dạy dỗ bọn hắn một trận hoàng trì hoàng đế trầm mặt một hồi vừa rồi buồn bã nói thục quân bây giờ cũng là nghĩ để trẫm hỗ trợ ra cái này năm lượng bạc thôi Trương Hoàng hậu cũng trầm mặt một trận, đi theo sâu kính thở dài, "Phu quân, thần thiếp hôm nay suy nghĩ liên tục, nếu không chúng ta liền giúp bọn hắn rút a." À. Nàng là thật cầm hai cái này đệ đệ không có cách nào khác, dù cho hôm nay quyết tâm tàn nhẫn mắng bọn hắn, cũng đánh bọn hắn, nhưng các loại hai người vừa đi, cái này nổ khí dần dần tiêu tán về sau, nàng lại không kìm hãm được bắt đầu tính toán đưa đến đấy muốn hay không giúp đỡ móc bạc, càng nghĩ, vẫn là móc a. À. Ngược lại trước kia trên người bọn hắn móc bạc đã là đủ nhiều, cũng không kém cái này 50.000 lượng số lượng. Trương Hoàng hậu lấy chính mình hai cái huynh đệ không có cách nào khác, hoàng trì hoàng đế thì là cầm trương hoàng hậu không có cách nào khác, trong lòng cảm xúc đơn giản một lời khó nói hết, nhưng nghĩ lại, trước kia giúp hai cái này em vợ lên tòa nhà, mua ruộng đồng, hoa ngân lượng sớm đã không dưới mấy chục vạn lượng, tự hồ cũng không kém cái này 50.000 lượng. Huống chi bây giờ bên trong nô coi như tràn đầy, thiếu đi cái này 50.000 lượng cũng không thể coi là cái gì. Cũng được, thuộc quân cho trẫm suy nghĩ. Đang nói, một cái hoạn quan quỳ gối bên ngoài điện trên mặt đất, hoàng gia, nương nương, thọ ninh hầu cùng kiến xương bá đang tại ngoài cung gõ cửa, nói là muốn gặp mặt hoàng gia tấu chương xong. Chương 205, chúng ta không dám. Không nên cung bên trong, trương gia hai huynh đệ quỳ trên mặt đất khóc sức mướt, lại là nước mắt một thanh nước mũi một thanh. Trong nhà mình đi ngủ, không trêu ai cũng không chọc ai, bỗng nhiên liền có một đám giặc cướp xông tới, không nói hai lời mặt lên bao tải, sau đó liền là đánh một trận. Đánh xong người còn không tính, còn cướp đi trong nhà rất nhiều thứ gì. Đường đường quốc cửu, hoàng thân quốc thích, một cái hầu, một cái bá, thế mà bị giặc cướp dạ tập. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Trương Hạc Linh hai người nhìn về phía ngồi tại chính giữa hoàng trì hoàng đế, Chu Hữu Đường nửa khép lấy con mắt, vẻn vẹn từ trên mặt khó mà nhìn ra bất kỳ suy nghĩ cùng ý nghĩ, hoặc nhìn cũng không có mở miệng dự định, hai người vừa nhìn về phía tỷ tỷ của mình, khóc ròng ròng đường. "A tỷ, ngươi muốn thay chúng ta làm chủ a, những cái kia giặc cướp đơn giản không phải người, rõ ràng liền không nói đạo lý, chúng ta đều không dám làm sao hô, bọn hắn liền đánh chúng ta, không ngừng đánh, vẫn là phủ lấy bao tải đánh, hơn nữa còn cướp đi rất nhiều thứ gì, trên tường tranh chữ, trên bàn lưu đồng, chúng ta buộc tóc trăm vàng tử, liền ngay cả trên bàn một đôi uống trà chén trà đều cướp đi cái này trong kinh từ trên xuống dưới ai không biết được trương hoàng hậu lấy chính mình hai cái huynh đệ xem như bảo bối nhìn xem hai người khóc sức mướt kể ra đụng phải ác liệt sự tích trương hoàng hậu lại là giận lại là khí giận là cái này kinh sư thủ thiện chi địa lại có như thế cùng hung cực ác thổ phỉ càng rỡ đến tận đây lại xông đến hầu phủ ở trong hành hung khí hai cái này huynh đệ thuần túy là cái kém cõi nhuyễn đảng chỉ là tao ngộ như thế cọc sự tình liền khóc thành bộ này hung dạng đều khóc cái gì đại nam nhân khóc sức mướt như cái bộ dáng gì chỉ tiết rèn sắt không thành thép mắng một câu, trương hoàng hậu quay đầu nhìn về phía chu hữu đường, phát giác được tia mắt kia, hoàng trì hoàng đế liền biết mình không thể lại nhìn náo nhiệt, thoáng ấp ủ một chút cảm xúc, trấn an nói, yên tâm, trẫm tự sẽ thay các ngươi làm chủ, cái này đường đường kinh sư lại có như thế ác phỉ, một khi đem đám tặc nhân này bắt được, trẫm sẽ không dễ giải như thế đâu. biểu lộ một cái lập trường cùng nghiêm trị tặc nhân quyết tâm, hoàng trì hoàng đế lúc này mới hỏi, trẫm hỏi các ngươi, đám kia tặc nhân hành hung về sau, hướng nơi nào chạy trốn mà đi? không biết bọn hắn đào tẩu về sau, các ngươi không có hô trong nhà hạ nhân đi bắt. Hô, là bọn hắn đào tẩu về sau, chúng ta đợi trong chốc lát mới kêu. Nghe nói như thế, Chu Hữu Đường mày nhăn lại đến, vì sao không tại bọn hắn vừa mới đào tẩu lúc, liền lập tức la lên trong nhà hạ nhân, như thế cho dù bắt không ở, chí ít cũng biết bọn hắn trốn hướng nơi nào phương hướng. Trương Hạc Linh cũng là nghiêm túc, mang theo tiếng khóc nức nở đường, chúng ta không dám, sợ những tạc nhân kia nghe thấy, lại vòng trở lại đánh chúng ta. Đối, trong tay bọn họ có đao, nhưng lớn. Hoàng trì hoàng đế gương mặt kéo ra, ở trong lòng mắng câu sợ hàng trương hoàng hậu sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt thật mất mặt hơi trầm mặt qua đi chu hữu đường trầm ngâm đường đám tạc nhân này tức là tranh đoạt các ngươi tiền hàng cái kia từ nhà các ngươi bên trong giành được tranh chữ chén ngọn chắc chắn dùng để tuột tay đến giờ trẫm tự sẽ phái người khắp các nơi điều tra một khi phát hiện các ngươi chỗ mất đi tiền hàng xuất hiện tại thị trường phía trên đến lúc liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đây là hắn vị hoàng đế này có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp cũng là nhất bất việc biện pháp một đám tặc nhân xâm nhập hầu phủ lại là nửa đêm không người thời điểm toàn bộ kinh sư trên đường cái tính toán đâu ra đấy cũng đụng không ra 100 người đến, ngoại trừ gõ mỏ cầm canh phu canh, liền là tuần tra quân sĩ, những người này quyết định không có khả năng coi chừng ở cả tòa kinh sư thuận thiên phủ. Mà hai cái này tên dở hơi còn nhát như chuột, đã không biết tặc nhân hướng nơi nào mà đi, cũng không có trước tiên tổ chức nhân thủ đi bắt tặc, ngược lại là chạy đến trong cung khóc sức mướt. Chậm trễ thời gian dài như vậy, đám kia tặc nhân sợ là đã sớm chạy vô tung vô ảnh. Ra được đến không có đầu mối, mấy như mò kim đáy biển. Cho nên khai thác bực này biện pháp là lựa chọn tốt nhất, chỉ là hoàng trì hoàng đế có chút không quá lý giải, trong kinh nhiều như vậy nhà giàu, gia cảnh giàu có nhân gia càng là nhiều vô số kể, tùy tiện tuyển cái nào một nhà cũng có thể cướp tiền, nhưng vì sao liền hết lần này tới lần khác chọn chúng mình hai cái này em vợ? Chẳng lẽ lại đám tạc nhân này cũng xem thường hai cái này mặt hàng? Lúc này, kinh thành nam giao trong miếu đổ nát, đám kia tạc nhân đang tại sự ấm. Lửa là dùng tranh chữ dẫn đốt, còn có mấy bộ ước nhẹp y phục dạ hành cùng bên trong sấn nhét vào bên cạnh đống lửa, chuẩn bị các loại hơ cho khô một chút liền lập tức cho thiêu hủy. Mấy người làm việc đều rất cẩn thận, không quan tâm tranh chữ giá trị bao nhiêu ngân lượng, hết thảy thiêu hủy, giành được lưu hương, chén trà, trăm vàng những vật này cũng đều không có lưu. Thuận Vĩnh Định Hà từ trong thành bơi ra lúc, chỉ cần đưa tay vung ra, những này chung vào một chỗ giá trị số lượng trăm lượng, thậm chí mấy ngàn lượng bạc trong đồ vật liền sẽ chìm vào đáy sông. Ngân lượng cố nhiên động tâm, nhưng vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Sự tình tuy nói làm không chê vào đâu được, nhưng dẫn đầu đại ca vẫn là rất nghiêm khắc dặn dò, cả đám đều cực kỳ nhớ kỹ, ngàn vạn muốn đem chuyện này nát tại trong bụng đầu, hướng ai cũng không thể tiết lộ, cho dù là cha mẹ ngươi, cho dù là vợ ngươi cũng không thành, không phải chúng ta đều phải bên trên cái kia Tây Tứ Bài Lâu đi tới một lần. Bàn về phồn hoa trình độ, Tây Tứ Bài Lâu có lẽ gần với thừa thiên môn bên ngoài đầu kia tiền môn đại nhai, nhưng Tây Tứ Bài Lâu phồn hoa phía sau lại lộ ra một cổ huyết tinh. Bởi vì phồn hoa, bởi vì là khu buôn bán, bởi vì người nhiều, bởi vì răng đe, cái này một mảnh cũng là phát trường, chặt đầu, lăng trì, chém ngang lưng đều ở đây chỗ tiến hành. Sau này Lưu Cẩn liền sẽ ở chỗ này bị thiên đao vạn quả, lại sau này còn có vị họ viên đô đô, cũng sẽ tại nơi đây bố phía sau bụi. Các loại quần áo ướt bên trên hơi nước bốc hơi rơi một chút, mấy người đem nó ném vào trong đống lửa, đốt sạch sẽ về sau lại đem cho tàn xử lý sạch sẽ, lúc này mới mặc một thân quần áo khô từ trong miếu hoang ra ngoài, lúc này sắc trời hơi sáng, mấy người cũng không vào thành, ngược lại hướng về nơi xa mà đi. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Nguyên thật sớm liền, hôm nay là trải qua tiệc lễ tháng giảng thời gian, cái này Đại Minh triều trải qua tiệc lễ chia làm hai loại, một loại là ngày giảng, một loại là tháng giảng. Ngày giảng tương đối linh hoạt, hoàng đế lúc nào nhớ tới, lúc nào liền có thể xử lý với lại nhân viên cũng không cố định, rất là tùy tâm sở dục, có thể đơn giản tìm mấy cái có học thức hàng lâm tiến đến luận một luận, cũng có thể nhiều gọi mấy người. Nhưng tháng giảng lại khác biệt, đây là định chế, mỗi tháng một lần, không chỉ có hoàng đế cùng thái tử đến trình diện, nội các ba vị các lão, còn có lục bộ một chút đại lão cũng muốn đi, sau đó liền là tất cả hàng lâm quan. Hạ Nguyên Ti kinh cục tẩy ngựa chỉ là kiêm nhiệm, trên bản chất vẫn là hàng lâm, bởi vậy cũng nhận được văn hoa điện tham gia cái này cái gọi là tháng giảng. Đương nhiên, hắn phẩm cấp tương đối thấp, từ làm quan đến nay tháng này giảng hắn tổng cộng liền tham gia qua hai lần mỗi lần đều chỉ có trong đám người nghe giảng phần giảng bài nhiều người là những cái kia thị giảng người hầu hàng lâm học sĩ mặc dù hắn xem thường chu hậu chiếu con hàng này nhìn dưới người rau đĩa nhưng người nào cũng không phải cái sông ngọn người đâu tại trong đông cung trên đầu giá trị hạ nguyên bình thường tỉnh ngủ về sau không thiếu được còn muốn ông nhỏ tề tử dính nhau một hồi hôn hôn sờ sờ chiếm chiếm tiện nghi thẳng đến thời gian đại kém hay không lúc này mới rời giường sau đó chậm rãi rửa mặt mặc quần áo dùng điểm tâm cuối cùng dẫm lên điểm khoan thai tới chậm Hôm nay bắt kịp cái này văn hoa điện tháng giảng thời gian, hắn cũng không dám ngủ nướng, chỉ là tại mơ mơ màng màng, màng tiểu tức phủ gương mặt bên trên dùng sức hôn hai cái, mặc quần áo sau khi rửa mặt, điểm tâm cũng chưa ăn, liền ra cửa phủ. Không có cách nào, ai bảo hoàng trì hoàng đế người này liền là cái công việc điên cuồng, lên so gà đều sớm. Nếu là trước ở hoàng đế phía sau mới đến, vậy liền gọi xem thường hoàng đế, hoàng đế bản thân có lẽ không thèm để ý, nhưng này giúp đại thần là dễ đối phó. Tấu chương xong. Chương 206, tháng giảng. Từ đông tứ bài lâu mãi cho đến hoàn thành dọc theo con đường này đều là chợ búa cửa hàng sang sát. Lúc này sắc trời hơi sáng, nhanh đến giờ mão, đã có không ít tiệm ăn sáng tử bắt đầu ra quầy buôn bán. Lập tức liền nhìn thấy một người mặc đỏ thẩm kỳ lân phục quan lão gia một tay vịn đỉnh đầu quan mạo, bước nhanh chân trên đường chạy. Nhà hàng xóm, cùng những ngày kia không sáng liền bắt đầu nghề nghiệp thương gia, bọn hắn đều hiểu được đây là ai, nói đến đây cũng là con đường này một cảnh. Người mặc quan phục, đỉnh đầu ô sa quan lão gia, tuyệt sẽ không tại mặt đường bên trên rêu rao khắp nơi, làm quan lão gia cái kia tất nhiên muốn ngồi kiệu tử nhưng vị này tuổi trẻ quan lão gia lại là cái kỳ nhân, mỗi sáng sớm đều có thể nhìn thấy hắn thoải mái nhàn nhã trên đường dạo bước, không có việc gì liền vẫy tay cùng bọn hắn đám này lo liệu tiện nghiệp bách tính thân mật chào hỏi, thậm chí có lúc còn biết tiêu tốn mấy văn tiền đồng, ngồi tại quán nhỏ bên cạnh dài mảnh trên ghế đậu uống một chén mì hoành thánh. Rõ ràng là trên trời nhân vật, lại phản phất đã rơi vào nhân gian một dạng, loại này tương phản cảm giác đi vào một loại rất cảm giác khó hiểu, liền không hiểu cảm thấy vị này quan lão gia là một quan tốt. Bình thường nhìn thấy những cái này quan lão gia xuất hành, cho dù không có người khu chiên gõ trống giơ né tránh bản hiệu, chí ít cũng nên có một đỉnh tứ phương kiệu nhỏ, người ngồi ở bên trong lắc lắc ung dung. Dù cho muốn làm chút gì, mua thứ gì, cũng sẽ sai sử những cái kia chờ đợi phân công gã sai vặt tiến đến, làm sao lại tự mình ra mặt cùng bọn hắn những người dân này liên hệ, cái này gọi quan dụng cụ. Mà vị này lại có thể cùng bọn hắn kim tốn ở chung, từ trước tới giờ không tự cao tự đại, nhìn liền thân cận. Có chút chủ quán thậm chí còn dắt cuốn họng gào lên, đại nhân, ngài chạy chậm chút, nhưng tuyệt đối đừng quản đi không chú trọng quan dụng cụ hạ nguyên cũng không có rảnh ứng thanh vì ý vung mấy lần tay liền xem như chào hỏi hắn căn bản cũng không biết cái gì gọi là cái quan dụng cụ làm người hai đời đời trước không phải hiển quý đời này tuy nói đã phản bội giai cấp nhưng cũng chính là thuê chút hạ nhân ham một cái dễ chịu mà thôi cũng không vì giai cấp khác biệt mà đối với mấy cái này bách tính sinh ra cái gì xem thường cảm giác tất cả mọi người là hai cái bả vai khiên cái đầu ai có thể so ai cao quý đi đến nơi nào lúc này mở rộng bước chân trên đường phi nước đại hắn càng là đem cái gọi là quan dụng cụ vứt sang một bên, trong thoáng chốc có loại trở lại đời trước khi Sachikuku cảm giác, lúc này còn lại 5 phút đồng hồ liền muốn đánh thẻ bên trên bang, đến muộn chụp 200. Một đường không dám ngừng đến thừa thiên môn, hạ nguyên rồng rã y quan, thở hỗn hển mấy ngụm khí quyển lúc này mới cất bước tiến vào, chờ đến tử tấm thành ngọ môn, lúc này cái kia phiến đại môn màu đỏ lét còn đóng chặt lại. Ngược lại là một đám triều đình đại lão đều đến, đồng thời cơ hồ tất cả hàng lâm đều tề tụ ở đây, chờ lấy tiếng điện. Còn tốt, không có đến trễ. Những cái kia triều đình đại lão, hoặc là hàng lâm viện trưởng viện, thì giảng loại này hàng lâm học sĩ đều đứng tại đằng trước, mà giống hạ nguyên loại này phẩm cấp thấp, tư lịch cạn, đó là đương nhiên là đứng ở phía sau đầu, cùng những cái này biên soạn biên tu, hoặc là thứ mấy sĩ đứng chung một chỗ. Nhìn thấy hắn, Lý Đình Tương tiến lên chắp tay chào, hạ quan gặp qua hạ tẩy mã. Gặp xong lễ, hắn lại đối hạ nguyên dò xét một phiên, nhiều ngày không thấy, ngu đệ cảm giác hạ huynh dường như tiều tụy rất nhiều. Hạ nguyên khẽ giật mình, bản năng sờ sờ gương mặt, ta tiều tụy sao? Nhìn xem xác thực tiều tụy rất nhiều. Hạ Nguyên nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không phải rất rõ ràng là duyên cớ gì, có thể là một đường chạy tới mệt, càng có thể là mấy tháng này đến nay, nhỏ tề tử học xong khẩu kỹ. Sắc là xuyên ruột độc dược, sắc là cạo xương cương đao. Yên lặng nhắc nhở lấy mình. Hắn quyết định về sau muốn giảm bớt số lần, cách hai ngày một lần. Đương nhiên bất kể như thế nào tiều tụy, lời xã giao đạt được vị. Thế là Hạ Nguyên nghiêm mặt nói, tại chim sự phủ thêm vì thái tử chúc quan, mỗi ngày sự vật bận rộn, còn muốn lo lắng thái tử việc học, tiều tụy chút cũng là bình thường. Lý Đình Tương biểu tình ngưng trọng, sau đó mới nói, "Có thể lên lần ngu để hỏi ngươi lúc, hạ huynh trả lời rõ ràng là tại chim sự phủ đợi đặc biệt thoải mái, cả ngày không có chuyện để làm, nhàn hốt hoảng." Út. Hạ Nguyên mặt không đổi sắc, đó là lúc ấy thông thả, hai tháng này mới bận rộn. Đang nói chuyện, đại môn màu đỏ lóe chi chi nha nha mở ra. Thấy thế, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau, đồng thời nghiêm túc y quan, trong vòng các đại thần cầm đầu, tất cả mọi người từ bên hông cửa cung nối đuôi nhau mà vào. Hạ Nguyên yên lặng tính toán thời gian cảm giác lần này so với tháng trước trải qua tiệc lễ muốn ban đêm một chút đại khái đã chậm gần nửa canh giờ lần trước là giờ mão vừa tới liền bắt đầu vào cung cũng tức là rạng sáng 5 giờ lần này có thể là cái năm điểm ba mươi năm điểm bốn thuận ngọ môn tiến vào hướng trẻ phải xuyên qua tả thuận môn liền có thể nhìn thấy văn hoa điện chỗ khu kiến trúc rộng lớn tráng lệ cho người ta một loại hùng tráng uy nghiêm cảm giác tiếng tả thuận môn liền có thể nhìn thấy nếu là thuận mảnh này kiến trúc sau này nhìn ra xa tại nghiên hậu phương còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy một mảnh màu xanh biết mảnh nói khu kiến trúc Nơi đó liền là Đông cung, Văn Hoa điện chính là hoàng thái tử xem chính chỗ, ngày bình thường Chu Hậu chiếu giảng ác cũng sẽ nơi này cử hành, nhưng cũng không phải là tại Văn Hoa điện chính điện, thậm chí đều không tại trong điện. Chính điện Văn Hoa điện, hậu điện chủ kính điện, hai cái trong đại điện ở giữa hai bên là hành lang phòng, hoặc là gọi hành lang, Chu Hậu chiếu bình thường liền là ngồi trong hành lang đi học. Trong hành lang đi học. Hậu thế có không ít đồng học đều hưởng thụ qua đại minh hoàng thái tử đãi ngộ. Lúc này Chu Hữu Đường đã tiến vào Văn Hoa điện bên trong, tại trên thủ vị tọa hạ, khuôn mặt kéo thật dài. Nhìn xem tâm tình liền không thế nào vui vẻ, không chỉ như vậy, trên mặt càng là mang theo không hết mệt mỏi cùng mỏi mệt, buổi tối hôm qua bị dày vò nửa đêm, thật sự là khó mà chống đỡ. Đáng giận hơn là, cái kia hai cái mặt hàng đúng là nói cái gì cũng không quay về, nhất định phải tại cái này trong cung đợi, nói nơi này an toàn. Mà Chu Hậu Chiếu đã là ngồi ở chỗ bên cạnh bên trên, không ngừng lấy tay vuốt mắt, nhìn xem liền mê mẩn trừng trừng, hắn tối hôm qua mặc dù không có bị dày vò, nhưng cũng ngủ được không thế nào bình yên, sáng nay vì tháng này giảng, càng là trời chưa sáng liền bị trong đông cung hoàng quan cho hô lên nhìn thấy của chính mình phụ hoàng tiến điện hắn đều không đánh nổi nửa phần tinh thần tự mình dụi mắt chu hậu chiếu mệt mỏi hoàng trì hoàng đế càng mệt mỏi im lặng không nói ngồi trên ghế đợi đến một đám đại thần mang theo hàng lâm nối đuôi nhau tiến điện hắn lúc này mới cường treo lên mấy phần tinh thần nâng người lên cán tiếp nhận đám người thăm viếng đám người hướng ngồi cao trong điện hoàng đế cùng thái tử hành lễ về sau sau đó liền tại riêng phần mình vị lần tới đứng vững mở to chua xót đến cực điểm con mắt chu hữu đường sâu kính mở miệng nói đêm qua trẫm quả thực chưa làm sao ngủ sợ là chỉ ngủ hơn một canh giờ vốn nghĩ phái người tiến đến ngọ môn báo cho khanh các loại lần này tháng giảng trì hoãn lại cảm thấy có chút không ổn trẫm liền tự mình đến nói cho chư vị một tiếng hôm nay tháng này giảng liền dừng ở đây ngày khác lại xử lý thôi nhìn xem một đám hai mặt nhìn nhau đại thần hoàng trì hoàng đế cảm thấy thâm thẳm thở dài hắn cũng không muốn trì hoãn nhưng thật sự là chống đỡ không được hiện tại mí mắt đều tại đánh nhau chớ nói chi là cái này trải qua tiệc lễ liền là giảng bài từng cái hàng lâm học sĩ sẽ lần lượt giảng giải tứ thư ngũ kinh những vật này vốn là dài dòng buồn tẻ nếu là ngày bình thường còn tốt nhưng hôm nay hắn cảm thấy mình kiên quyết nhịn không được, chỉ định sẽ ngủ mất. Mà tại tháng giảng bên trong ngủ mất, vậy coi như là mất quân nghi, những đại thần này lại sẽ nghĩ như thế nào trẫm? Bởi vậy vẫn là trì hoãn a. chưa Khanh bên trong nên có ít người ở với Tây Thành, đêm qua giờ tí, không biết có ai nghe được Thọ Ninh Hầu phủ động tĩnh. Thọ Ninh Hầu phủ. Nghe được mấy chữ này, đang tại dụi mắt Chu Hậu chiếu lập tức liền tinh thần. Mà lúc này nội các thủ phụ Lưu Kiện đứng ra, khuôn mặt trầm ổn nói, "Bệ hạ, lão thần ngược lại là ở tại Tây Thành, tuổi tác lớn đi ngủ cũng nhẹ, đêm qua dường như ngầm trộn nghe đến từng đợt chiên trống thanh âm, nhưng lại tưởng rằng tại phát mộng liền chưa coi là thật, không biết đây chính là thọ ninh hầu phủ truyền ra động tĩnh. Không sai. Chu Hữu Đường khẽ gật đầu, rồi nói tiếp, đêm qua có một đám tặc nhân thừa dịp bóng đêm chui vào thọ ninh hầu phủ, cướp bóc tiền hàng mà đi, thọ ninh hầu cùng kiến xương bá không chịu nổi nó nhục, trong đêm vào cung yết kiến, trẫm vì chuyện này cho đến giờ dần vừa rồi nằm ngủ, đến đây lúc thật sự là khó nén mỏi mệt, còn xin chư khanh thông cảm. Tấu chương xong. Chương 207, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Nếu như nói ngày giảng còn có chút nội dung, tương đối tiếp địa khí, tương đối có dinh dưỡng lời nói, vậy cái này tháng giảng là thuộc về là thuần túy bệnh hình thức, trì hoãn hoặc là trì hoãn, các vị đại thần cùng hàng lâm trong lòng đều không coi ra gì. Ngược lại là cái kia thọ ninh hầu phủ gặp nạn một chuyện, càng làm cho bọn hắn cảm thấy hứng thú. Có không ít người thậm chí ở trong lòng yên lặng vì đám kia giặt cướp điểm cái tán. Đã sớm nhìn trương gia hai cái này hàng không vừa mắt, từng phong từng phong vạch tội tấu chương đưa lên, giống như đá chìm đáy biển, không chiếm được nửa điểm hồi âm. Không nghĩ tới đêm qua lại có giặc cướp dạ tập, có thể nói là trên trời rơi xuống chính nghĩa, thật sự là mở miệng ác khí. Đám người tâm tư dị biệt, bất động thanh sắc theo văn hoa trong điện nối đuôi nhau mà ra, đi theo đám người đi ra ngoài Hạ Nguyên cũng mặt không biểu tình, nhưng luôn cảm giác chuyện này nghĩ như thế nào làm sao kỳ quặc. Với lại rất không hiểu, hắn cảm thấy việc này cùng một vị nào đó không nguyện ý tiết lộ tính danh thái tử trốn không thoát liên quan. Hôm qua buổi sáng vỗ bàn trừng mắt, đối cái kia hai cái mặt hàng hùng hùng hổ hổ, nửa đêm trong nhà người ta đầu liền gặp giặc cướp. Trên đời lại có như thế trùng hợp sự tình một đường ra văn hoa điện khu kiến trúc cửa cung đám người cũng nhao nhao tán đi đi giá trị phòng đi giá trị phòng hồi nha môn hồi nha môn lý đình tương cùng hạ nguyên tạm biệt theo đại bộ đội về hàng lâm viện tiếp lấy chép sách mà hạ nguyên thì đi theo dương đình hòa đám người phía sau hướng chim sự phủ phương hướng đi đi tới đi tới đằng sau truyền đến đạp đạp tiếng bước chân đám người nhìn lại không nguyện ý tiết lộ tính danh thái tử đuổi theo chim sự phủ một đám quan viên nhao nhao dừng bước lại đầu tiên là đối chu hậu chiếu chào sau đó dương đình hòa khuyên can đường điện hạ thân là quốc chi thái tử nên chậm rãi đi từ từ quyết không thể bước nhanh chạy, cử động lần này thật là ngã ngớn, mất thể diện. Dương sư phụ nói là, bản cung hiểu rồi. Chu hậu chiếu liên tục gật đầu, đối cái này Dương sư phụ, hắn vẫn là kính úy, nguyên nhân ngay tại ở vị sư phụ này ưa thích đâm thọc, trước kia liền không có ít cáo mình kén ăn trạng. Ngay tại lúc này, hoàng trì hoàng đế loan giá tiến lên mà đến, mấy người không dám thất lễ, vội vàng lại lần nữa tiến lên hành lễ. Chu Hữu Đường một mặt buồn ngủ ngồi tại loan giá cấp trên, chống lên tinh thần hô câu bình thân, sau đó nhìn về phía Chu Hậu Chiếu khiển trách, trong cung chạy còn thể thống gì đúng là một điểm lễ nghi đều không để ý theo trẫm tới đi cho ngươi mẫu hậu vấn an thuận đường thăm hỏi một cái ngươi cái kia hai cái cậu nói xong hắn lại là nhìn về phía hạ nguyên ngữ khí hòa hoãn lại hỏi hạ khanh nhà hôm qua lại nói một nửa chu hữu đường không tỉnh táo lắm đầu óc dường như kịp phản ứng thấy được còn có dương đình hòa bọn người ở tại trận lại là dừng lại ngược lại đường thôi ngươi cũng theo một đường tới a à. hoàng trì hoàng đế loan giá tiến lên phía trước chu hậu chiếu cùng hạ nguyên tự nhiên là rơi vào phía sau Hạ Nguyên thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn một chút, cuối cùng đè ép thanh âm, cực nhỏ âm thanh mà hỏi, tối hôm qua đám kia giặc cướp cùng ngươi không sao chứ? Nghe vậy, Chu Hậu chiếu con mắt trong nháy mắt trợn to, cũng đè ép thanh âm nói, làm sao lại, bản cung đường đường thái tử, làm sao lại cùng đám kia giặc cướp dính líu quan hệ, sư phó ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Hạ Nguyên thề, nếu không phải con hàng này là cái thái tử, hắn thật muốn bóp chết cái này cẩu vật. Trên đường đi im lặng không nói, chờ đến Không Ninh cung, còn không có đi vào, liền nghe đến khôn ninh cung trong chính điện truyền đến trận trận mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, A tỷ, chúng ta không quay về, trong nhà không an toàn. Các loại đi theo hoàng trì hoàng đế tiến vào chính điện, Hạ Nguyên liền nhìn thấy một cái thân mặt cung trang nữ tử đứng tại trong điện, bên chân còn quỳ hai người. Đã không có cách màn che chắn, Hạ Nguyên cuối cùng là gặp được hoàng hậu hình dạng, tướng mạo tất nhiên là cực đẹp, giữa lông mày còn lộ ra một cổ nói không ra thân cận cảm giác, chỉ là lúc này tấm lấy khuôn mặt, hoàn toàn không có bên trên lần gặp gỡ lúc ung dung đoan trang chỉ thấy trương hoàng hậu lại là tức giận lại là ghét bỏ quát lớn bất quá là trong nhà gặp một đám mâu tạc thôi đúng là đem bọn ngươi sợ vỡ mật bây giờ ngay cả nhà cũng không dám về thật sự là giáo đây không phải là mâu tặc đó là ác phỉ đối là ác phỉ dám đánh người ác phỉ các ngươi trương hoàng hậu hiển nhiên khí lợi hại trông thấy thái tử cùng hạ nguyên tiến đến càng là ngực một trận chập trùng khí sắc mặt trắng bệch lăn tất cả cút trở về chớ có ở đây mất mặt xấu hổ hoàng trì hoàng đế sắc mặt cũng là không dễ nhìn lắm tối hôm qua hai người này làm ầm ĩ nửa đêm hắn vốn cho rằng làm gì cũng nên làm ầm ĩ đủ, thật không nghĩ đến vừa tiến đến lại đụng vào hai người khóc sướt mướt, mất mặt xấu hổ một màn. Thái tử ở đây ngược lại cũng thôi, nhưng hôm nay còn có ngoại thần ở đây. Đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng bây giờ xem như dương. Không, nhà này xấu đã sớm dương đi ra ngoài, trong triều có không ít người đều biết hai cái này hoàng thân quốc thích là mặt hàng gì, bằng không thì cũng không có nhiều như vậy vạch tội hai người tấu chương, bây giờ thêm một người biết được thì thế nào. Ung Dung nghĩ đến, Chu Hữu Đường cảm thấy thở dài một tiếng, đối hai cái em vợ đường, các ngươi hai cái lại đáp lời, cũng chớ có khóc trống, trẫm tự sẽ phái ra trong cung cấm vệ tiến đến bảo vệ hai người các ngươi trong nhà dinh thự, quản không dậy buổi tối hôm qua loại kia sự tình lần nữa phát sinh. Nghe nói như thế, Trương Gia Huynh để lúc này mới từ dưới đất bò dậy, lau nước mắt la hét cái gì phái thêm ít nhân thủ, không phải chúng ta sợ sệt các loại lời nói. Đối với cái này, Chu Hữu Đường tất nhiên là ráng chống đỡ lấy cơn buồn ngủ miệng đầy đáp ứng. Đây là Hạ Nguyên lần đầu nhìn thấy Trương Gia Nhị Huynh đệ, nói như thế nào đây, rất buồn nôn, hai cái đại nam nhân nói một câu hai mắt đẫm lệ gâu gâu, khóc sướt mướt, làm cho người ta cảm thấy ác hàng. Cùng ngang ngược càng rỡ không dính dáng, rõ ràng liền là hai cái kém cỏi nhuyễn đảng, còn một bộ không quá thông minh dáng vẻ. Bất quá dựa theo sách sử ghi chép đến xem, hai người này nói không chừng thật là thiểu năng trí tuệ. Hoàng trì hoàng đế ở thời điểm, lại thế nào rêu rao cũng không đáng kể, dù sao có trương hoàng hậu tình cảm tại, cho dù là mang hoàng đế mũ miệng, đùa dẫn hoàng đế cung nữ cũng sẽ không bị trị tội. Chu hậu chiếu đăng cơ, tuy nói đối hai cái này cậu vô cùng ghét bỏ, có đến vài lần đều khí muốn đem hai cái này cậu giết chết, nhưng dù nói thế nào cũng là cháu trai, là thân thích, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, xem ở mẫu hậu trên mặt mũi vẫn là nhìn xuống. Nhưng chờ đến gia tỉnh hướng, hai người còn như thế nhảy, vậy liền là thật là lấy chết có đạo. Gia tỉnh hoàng đế là ai, cáo già, thiên tính lương bạc, một bụng âm mưu cùng tính toán, vốn cũng không phải là nhân vật dễ đối phó. Nhưng hai cái này thiểu năng trí tuệ căn bản thấy không rõ tình thế cùng hướng gió, kết quả lại là bị hạ ngục lại là bị nhốt. Trương hoàng hậu đủ kiểu cầu tình, cho dù là quỳ gối gia tỉnh đế trước mặt cầu tình cũng không làm nên chuyện gì cuối cùng nàng chân trước một chết chân sau hai cái đệ đệ liền bị gia tỉnh đế làm thịt rồi hậu thế rất nhiều học giả nghiên cứu gia tỉnh đế muốn giết hai người này nguyên nhân đều trăm mối vẫn không có cách giải dù là lại là cây nghiệp thiếu tình cảm đã từng nâng đỡ người đăng cơ thái hậu đều quỳ gối trước mặt ngươi xin tha về tình về lý cũng nên buông tha một ngựa huống chi lật khách đôi huynh đệ này ghi chép cũng không có phát hiện bọn hắn làm qua cái gì đại gian đại ác sự tình càng không phải là loại kia sẽ uy hiếp được gia tỉnh đế quyền lực người căn bản cũng không cần phải giết còn nữa, gia tỉnh đế thông minh như vậy, sẽ không nghĩ không ra giết hai người này sẽ tạo thành hậu quả gì, chỉ định sẽ có người cho hắn tăng thêm cây nghiệt thiếu tình cảm, bạc tình bạc nghĩa các loại nhãn hiệu. Nhưng hắn vẫn cho hai người giết, thậm chí có loại giết chi cho thống khoái cảm giác. Bây giờ đến xem, rất có thể là bị cái này hai huynh đệ cho buồn nôn đến. Liền cùng con ruồi bình thường, ông 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 bay, không tạo được tổn thương gì, nhưng làm cho lòng người bên trong cách ứng. Chu hậu chiếu rõ ràng lại bị cách đáp lời, nhìn xem hai người vô cùng căm ghét mắng một câu gì. Thanh âm không lớn, trừ ra đứng ở bên cạnh hạ nguyên trong điện những người còn lại cũng chưa từng nghe rõ nhưng cũng nghe thấy được hắn phát ra thanh âm trương hoàng hậu đầu tiên là quay đầu các loại nhìn thấy chu hậu chiếu trên mặt biểu lộ lập tức trong mắt tràn đầy chấn hoảng cùng lúng cúng nàng biết được đứa con trai này đối hai cái này cậu không lắm chờ thấy nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đúng là căm ghét đến tận đây tuy nói không biết vừa rồi mắng cái gì nhưng này loại cực độ khinh thường cùng căm ghét hoàn toàn biểu lộ ở trên mặt trương hoàng hậu trong lúc nhất thời trong lòng buồn từ bên trong hậu chiếu hai người bọn họ cố nhiên là không nên thân, nhưng tốt xấu là ngươi cậu, là trưởng bối của ngươi, ngươi, ngươi sao có thể như thế? Thật sự là đem ngươi làm hư, đối đãi trưởng bối cũng dám như thế, đi, một bên quỳ đi. Chu Hữu Đường vội mở miệng quát lớn, xem như đen trang này bóc tới. Chu Hậu Chiếu không phục lắm hừ một tiếng, yên lặng đi đến nơi hẻo lánh chỗ vừa quỳ, còn cố ý cúi người, mặt hướng vách tường, mắt không thấy tâm không phiền. Tấu chương xong. Chương 208, điện hạ còn có thể trọng dụng ai? Chu Hậu Chiếu bị phạt quỳ gối nơi hẻo lánh, Hạ Nguyên cảm giác mình đứng ở chỗ này cái nào chỗ nào cũng không được tự nhiên, vốn là buông thõng đầu, lúc này càng là rũ xuống trầm thấp, làm bộ cái gì đều không nhìn thấy. Lúc này, Hoàng Trì Hoàng đế nhìn về phía hắn, trên mặt miễn cưỡng gạt ra mấy phần miễn cười, ngược lại để Hạ Khanh nhà chê cười. Không có, thần không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nghe nói như thế, Trương Hoàng hậu rất có thâm ý nhìn hắn một cái, trong con ngươi dường như mang theo khen ngợi. Chu Hữu Đường liễm liễm khuôn mặt, trầm ngâm hỏi, hôm qua Khanh ứng Hoàng hậu sự tình còn nhớ đến. Thần nhớ kỹ ngược lại để hạ khanh nhà khó làm lúc trước trẩm cùng khanh nói qua nhiều một phần không lấy bây giờ chưa chắc không phải thất tính với ngươi trẫm hôm nay ở đây khanh gia nếu là đối việc này có chỗ không nguyện liền có thể nói ra nghe vậy hạ nguyên không hề nghĩ ngợi tiện lợi tức lắc đầu thần nguyện ý rất hoàng trì hoàng đế nhìn hắn chầm chầm một trận dường như đang quan sát hắn có phải thật vậy hay không nguyện ý cuối cùng ra kết luận còn giống như thật rất nguyện ý tối thiểu từ trên nét mặt đến xem là rất nguyện ý thôi đã là khanh gia nguyện ý cái kia trẫm cũng không nói thêm gì nữa trẫm hơi lúc tự sẽ sai người đem ngân lượng đưa đến hạ khanh nhà trong phủ đến giờ đang nói chu hữu đường phúc chốc dùng tay áo che lại mặt giống như là đánh cái thật dài ngáp mãnh liệt cơn buồn ngủ đánh tới ngay cả nói chuyện cũng có chút đề không nổi tinh thần lập tức liền hạ lệnh trục thách khanh gia lui ra sau a các ngươi hai cái nhanh chóng xuất cung chớ có tại cái này trong cung chờ lâu còn có thái tử cũng đừng quỳ đều ra ngoài các loại bước ra không nên cung cửa cung khoảng qua sau khi đi xa chu hậu chiếu vẫn là mặt mũi tràn đầy không phục lúc này càng là hùng hùng hổ hổ sư phó ngươi nhìn thấy chưa cái kia hai cái đều là thứ gì mặt hàng, mắng phế vật đều là cất nhắc bọn hắn. Ta nếu là phụ hoàng, coi như không chém bọn hắn, cũng phải cho bọn hắn trị tội, chỗ đó còn có thể dung hạ được như thế hai thứ, thật sự là mất mặt xấu hổ. Chiếu bản cung nhìn, liền là mẫu hậu quá nuông chiều hai tên phế vật kia, phụ hoàng lại cùng mẫu hậu tình cảm quá mức thâm hậu, lúc này mới chuyện gì đều thuận bọn hắn, phạm vào lớn hơn nửa sai cũng không cho trị tội. Nghe bên tai nói dông dài, Hạ Nguyên không khỏi nhíu mày lại, trên sử sách ghi chép, Chu hậu chiếu sau khi lên ngôi liền đóng một mảnh sân nhỏ, tên là báo phòng mà bản thân hắn thì trực tiếp từ trong hoàng cung dời đi ra, mỗi ngày liền ở tại báo trong phòng, tùy ý hạ hoàng hậu trong hoàng cung phòng không gối chiếc. Nói trực tiếp chút, hắn cùng mình hoàng hậu quan hệ cực độ lãnh đạm, đơn giản liền là chỉ có danh phận người xa lạ. Nhưng trên sử sách rõ ràng ghi chép, hạ hoàng hậu căn bản là không có phạm sai lầm gì, từ vào cung bắt đầu, liền trực tiếp nhận lấy vắng vẻ, cùng thủ hoạt quả một dạng. Mà tạo thành việc này nguyên nhân, chẳng lẽ lại cũng là bởi vì hoàng trì hoàng đế cùng trương hoàng hậu ở giữa tình cảm quá thâm hậu? Trương Hoàng hậu lại quá mức sủng ái hai cái đệ đệ, cho tới xuất hiện như thế hai cái làm người buồn nôn, nhưng lại chậm chạp không bị trị tội ngoại thích. Trở lên những này, để Chu hậu chiếu cảm thấy muốn lấy đó mà làm gương, không thể cùng hoàng hậu có cái gì tình cảm, cho nên liền đối hạ hoàng hậu sử dụng lạnh bạo lực. Nhưng bản cung rất rõ ràng, phụ hoàng kỳ thật cũng rất chán ghét bọn hắn, có mấy lần đều muốn trị bọn hắn tội, nhưng mỗi lần mẫu hậu một câu tình, hắn cái này mềm lòng, cũng liền không đành lòng lại xử trí bọn hắn. Hừ. Nói đến chỗ này, Chu hậu chiếu hừ lạnh một tiếng, các loại bản cung về sau cưới thái tử phi, cưới hoàng hậu quyết không cùng nàng thân cận liền ném ở một bên nhìn cũng không nhìn tránh khỏi bản cung cũng cùng hoàng hậu tình cảm quá tốt cuối cùng biến thành phụ hoàng dáng vẻ như vậy muốn xử trí cái ngoại thích đều không cách nào xử trí thực nện cho cũng là bởi vì nguyên nhân này này xui xẻo hài tử người mẹ nó là có mơ tưởng xử trí ngoại thích người muốn xử trí liền xử trí nhưng chúng ta họ hạ không chọc giận ngươi a à. hạ nguyên đường nói không chừng tương lai ngươi hoàng hậu là hiền hậu ngươi lão trượng nhân đại cửu ca em vợ cũng tất cả đều là chính nhân quân tử thứ này vẫn phải phân người, ngoại thích cũng hữu hảo. Tốt cái gì, sư phó người đọc qua hán thư sao? Nghe được hán thư hai chữ này, Hạ Nguyên cũng không khỏi kinh ngạc, là thật không nghĩ tới cao cấp như vậy từ ngữ lại từ trong miệng của hắn xuất hiện, ngươi đọc qua. Không có, nhưng ta nghe dương sư phụ nói qua, triều hán liền là bởi vì ngoại thích mà chết, có cái vương mãn soán hán, còn có cái họ lương ngoại thích cũng dám giết hoàng đế. Bản cung còn đọc qua tam quốc diễn nghĩa, bên trong hà tiến cũng là ngoại thích, ngang ngược càng rỡ, còn dẫn tới động trác. Không chờ hắn nói xong, Hạ Nguyên liền ngắt lời nói, ngươi chỉ xem đến xấu ngoại thích, không thấy được tốt, tỷ như vệ thanh, hoắc khứ bệnh, hai người này ngươi dù sao cũng nên biết a. À. Chu hậu chiếu tự hồ rất khiếp sợ, bọn hắn là ngoại thích. Hạ Nguyên càng khiếp sợ, chẳng lẽ không phải. Hán võ đế hoàng hậu là vệ tử phu, vệ tử phu đệ đệ là vệ thanh, luận quan hệ, vệ thanh liền là hán võ đế em vợ. Vệ tử phu còn có cái muội muội, sinh một nhi tử gọi hoắc khứ bệnh, nói cách khác, hán võ đế là hoắc khứ bệnh dường, ngươi nói đây coi là không tính ngoại thích. Không chỉ có như thế, vệ thanh còn cưới hán võ đế tỷ tỷ, bàn về đến bọn hắn đã là đối phương em vợ, cũng đều là đối phương tỷ phu, ngươi nói đây coi là không tính ngoại thích. Cái này không thể so với ngoại thích còn ngoại thích. Lại còn có như vậy quan hệ phức tạp. Chu hậu chiếu một mặt tăng kiến thức biểu lộ. Cái kia không phải đâu. Hạ Nguyên rất hoài nghi hắn học cái này hắn thư có phải hay không cái đồ lậu, hoặc giả thuyết, Dương Đình hòa giảng hoắc cứ bệnh, vệ thanh bực này ngoại thích lúc, Chu hậu chiếu ngủ say sưa lấy cảm giác, giảng Vương mãn, lương ký những này ngoại thích lúc, ngược lại không ngủ. Cái này quá giật. Nhưng Dương sư phụ lúc trước giảng vệ thanh thoát cứ bệnh lúc, vì sao không nói bọn hắn là ngoại thích? Nghe nói như thế, Hạ Nguyên đầu tiên là kẻ giật mình, tiếp theo giống như cười mà không phải cười đường, có lẽ là hắn cố ý không muốn để cho ngươi biết a. À. Vì cái gì? Khó mà nói, có thể là hắn cảm thấy không cần thiết, cũng có thể là là bởi vì hắn là cái văn thần, là cái người đọc sách. Ngắn mũi ngay người qua đi, Chu Hậu chiếu một mặt không rõ ràng cho lắm mà hỏi, cái này cùng hắn có phải hay không văn thần, có phải hay không người đọc sách lại có gì quan hệ? Ngươi cảm thấy không quan hệ? Hạ Nguyên hỏi ngược một câu, nghĩ nghĩ lại bổ sung, đối với người khác tới nói không quan hệ, nhưng đối ngươi liền có quan hệ. Có ý tứ gì? Chu Hậu Chiếu nghe vậy càng là một mặt mộng, lông mày cũng nhíu lại, bản cung làm sao càng nghe càng hồ đồ. Điện hạ là thái tử, là thái tử, là tương lai hoàng đế, vừa lúc ngươi lại là cái cực kỳ chán ghét đọc sách người, càng sẽ không đi đọc cái gì sách sử, nếu như tại trong lòng ngươi hình thành một loại cố hữu ấn tượng, ngoại thích tất cả đều là bại hoại, căn bản liền không có người tốt. Nói đến đây, Hạ Nguyên dừng một chút, ngươi cảm thấy này lại dẫn đến hậu quả gì? hậu quả gì? Hạ Nguyên không có vội vã trả lời, lại hỏi, nếu như thần không có đoán sai, điện hạ những sư phó kia giảng kinh sử thời điểm, ngoại trừ những này ngoại thích loạn quyền sự tình, nên cũng nói qua không ít thái giám họa quốc, võ tướng phản loạn ví dụ A. Đó là tự nhiên, thí dụ như đường lúc phiên trấn các cứ, tần lúc triệu cao, hắn lúc thập thường thị chi loạn, còn có ta hướng cái kia vương chấn những này bản cung đều hiểu được. Vậy bọn hắn phải chăng nói qua văn thần hoặc người đọc sách, là như thế nào hại nước hại dân ví dụ? Dường như, không chút nói qua. Hạ Nguyên duỗi ra bốn phía ngón tay, Thái giám, võ tướng, ngoại thích. Miệng bên trong nói ra một cái danh từ, liền đem thả xuống một ngón tay, thả ba cây, độc lưu lại một cây ngón giữa. Cái này đến cái khác ví dụ đều tại nói rõ ngoại thích, võ tướng, thái giám hung hiểm, phản phất một khi trọng dụng bọn hắn, toàn bộ quốc gia liền sẽ có sinh ra trung chuyển, cái này giống một viên hạt giống, loại đến điện hạ tâm lý, như vậy điện hạ sau khi lên ngôi, sẽ trọng dụng ai, lại còn có thể trọng dụng ai. Tấu chương xong. Chương 209, trăm bước bên trong, 10 bước bên trong từ xưa đến nay các triều đại đổi thay thế lực chính trị thô sơ giản lược phân chia một cái nói chung liền là như thế bốn cổ ngoại thích hoạn quan võ tướng quan văn có lẽ sẽ có thay đổi tỉ như hướng phía trước ngược lại cái mấy trăm hơn ngàn năm có một cái rất khủng bố thế lực gọi là hào môn sĩ tộc gọi là thế gia môn việt mà từ đại tống bắt đầu thế gia môn việt trừ khử hầu như không còn một cái mới phát tập đoàn thay thế bọn hắn quan văn tập đoàn hoặc giả thuyết vẫn là đám người này vẫn là đám kia có văn hóa có tri thức người đọc sách chỉ là từ hào môn cao tổ biến thành hàng môn nhà thậm chí bắt tính nhà. Nhưng liên quan tới cái này mấy cổ thế lực đấu tranh chưa hề đình chỉ qua, Minh Triều từ thổ một bảo chi biến về sau, quan văn tập đoàn chiếm cứ thượng phong, cũng một mực ngồi vững vàng đầu này một thanh ghế xếp. Trong lòng bọn họ mang theo khát vọng, cho rằng cái này gây nên quân nghiêu thuấn bên trên, phụ tá đế vương khai sáng sự nghiệp to lớn, phụ tá đế vương trị quốc an ba người, nhất định phải là bọn hắn, thậm chí chỉ có thể là bọn hắn. Mà bọn hắn cũng là chiếm hết ưu thế, hoàng thái tử sư phó đều là từ những người này đảm nhiệm, bọn hắn có thể tại thái tử tuổi nhỏ thời điểm, có thể tại thái tử tam quan còn chưa kiện toàn thời điểm cho những này về sau muốn trưởng quản đế quốc người gia tăng vô số hàng lậu các loại thái tử trở thành hoàng đế ngồi lên cái kia thanh long ỷ có lẽ sẽ rất kinh ngạc những này bị hắn trọng dụng người làm sao liền thành liên can em đẹp liền thành cùng hắn tranh quyền người lúc này một cái khác thế lực liền sẽ đăng tràn thái giám bọn hắn cũng có thể gọi là chiếm hết ưu thế thái tử từ nhỏ liền do bọn hắn phục thị cách thái tử gần nhất mỗi thời mỗi khắc đều có thể soát tồn tại cảm với lại bọn hắn cũng là thái tử hoàng đế yên tâm nhất người, dù sao chỉ là gia nô, rất khó nhảy ra hoàng quyền rào. Cho nên toàn bộ Minh Triều tự hồ lâm vào một loại vòng lẫn quẩn, luôn luôn thái giám cùng quan văn tại đấu, hoặc giả thuyết là đại biểu cho hoàng quyền thái giám, cùng đại biểu cho thần quyền quan văn tại đấu. Không phải gió đông thổi bạc gió tây, liền là gió tây áp đảo gió đông. Giống ngoại thích, võ tướng thì liền lên trận cơ hội đều không có. Chầm chầm vào cây kia dựng thẳng lên ngón giữa, Chu Hậu chiếu ánh mắt trở nên hoảng hốt, cau mày, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hồi lâu sau, ánh mắt của hắn mới dần dần thanh minh, vừa định nói cái gì ánh mắt dừng lại lại đối căng này dựng thẳng lên ngón giữa chăm chú nhìn thêm lập tức hỏi vì sao nhìn sư phó cái này thủ thế bản cung luôn có một loại nhận đến mạo phạm cảm giác hạ nguyên đem ngón tay thu hồi đi nghiêm mặt nói đây là ảo giác của ngươi út nghe vậy chu hậu chiếu út một tiếng không có lại nói dốc vấn đề này tiếp theo vẻ mặt thành thật nói nghe sư phó lời mới rồi bản cung hiện tại đã hiểu về sau tất nhiên chú ý hạ nguyên nhíu mày điện hạ phải chú ý cái gì những sư phụ này nhóm tâm nhãn rất nhiều bản cung về sau muốn nhiều hơn chú ý. Ai không có điểm tâm mắt? Chỉ là bởi vì ngươi là thái tử, ngươi là thái tử, ngươi là tương lai hoàng đế, cho nên mọi người mới quay chung quanh tại bên cạnh ngươi, cho nên mới đối ngươi làm tâm nhãn tử, cho nên mới kính ngưỡng ngươi, phục tùng ngươi, định nọc ngươi, hoặc là dạy bảo ngươi. Mặc kệ là làm cái gì, tất cả mọi người sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội, để ngươi trong lòng cái kia cân đòn hướng bọn hắn nghiêng, thậm chí trực tiếp một nghiêng đến cùng. Chim sự phủ các sư phó là như thế này, ngươi những cái kia bạn bạn cũng là dạng này, chờ ngươi sau này làm hoàng đế, tiếp xúc đến những cái kia võ tướng, bọn hắn cũng sẽ dạng này, những người này đều sẽ hướng ngươi cực lực chào hàng chính bọn hắn, dèm pha còn lại quần thể, từ đó nhất cao bọn hắn tại trong lòng ngươi địa vị. Nhưng mỗi cái quần thể đều có người tốt người xấu, đều có gian có trung, cái này điện hạ nhất định phải học được mình phân biệt, nhất là chính mình bên người người, càng là trọng yếu nhất, đặc biệt là làm hoàng đế về sau, càng là như vậy. Nói đến chỗ này, Hạ Nguyên chần chờ một lát, còn nói là câu có chút phạm vào kỷ húy lời nói, hoàng quyền chỉ ở trăm bước bên trong, thậm chí là mười bước bên trong trăm bước bên trong, mười bước bên trong. Chu hậu chiếu đầu tiên là khẽ giật mình, lại vội vàng khẩn trương nhìn hai bên một chút, tuần tra cấm quân ở nơi thật xa cảnh giới, bốn phía không có người nào, lúc này mới lại là nhắc nhở, lại là phản bác nói ra. Phụ hoàng chính lệnh rõ rệt nhưng truyền đạt đến ngàn dặm, thậm chí ngoài vạn dặm. Sư phó lời này của ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói lung tung, nếu là giáo người bên ngoài nghe thấy, lại truyền đến phụ hoàng trong lỗ tai, ngươi khẳng định là phải bị trị tội, đến lúc đó ngay cả bản cung khả năng đều không gánh nổi ngươi là quyền lực là có thể kéo dài đến ở ngoài ngàn dặm vạn dặm xa nhưng bệ hạ hết thảy chính lệnh hết thảy ý chỉ đều là cùng trăm bước thậm chí mười bước bên trong các thần tử truyền đạt nói xong hạ nguyên lại chỉ chỉ xa xa những cái kia cấm vệ cùng những cái kia cúi đầu không người xuyên qua trong hoàng cung thái giám cung nữ trong hoàng cung có cấm vệ thủ hộ có thái giám có cung nữ sai sử kinh sư có các nơi nha môn đại minh các châu phủ huyện có mấy vạn người châu huyện quan lại biên cương càng là có vô số quân đội những người này có lẽ chỉ bằng bệ hạ một đạo chính lệnh liền có thể tùy tiện điều khiển cách bệ hạ càng xa bệ hạ quyền lực càng lớn thậm chí một đạo ý chỉ liền có thể để một trăm ngàn một triệu thậm chí ngàn vạn người tùy tùng điều hành nhưng trong vòng trăm bước mười bước bên trong đâu hoàng đế cùng người bình thường không khác cách hoàng đế càng gần đối hoàng đế bi hiếp càng lớn tại quyền lực nhưng kéo dài đến ngàn dặm vạn dặm trước đó muốn làm chính là muốn trước gắn bó ở cái này mười bước trong vòng trăm bước hoàng quyền càng là bên người người càng là cách gần đó người càng là muốn thắp nơi đề phòng thời khắc cảnh giới nhất định phải đề cao cảnh giác không được phớt lờ, nếu là một khi có sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Chu Hậu Chiếu tâm thần đều là chấn, ánh mắt lại trở nên có chút hoảng hốt, nhìn vị sư phụ này ánh mắt đều mang mấy phần lạ lẫm, phản phất lần thứ nhất biết hắn bình thường, nửa ngày mới lắp bắp nói, "Sư phó, ngươi vì sao muốn cùng ta giảng những này? Ngươi coi như đây là thần một cái thiện ý nhắc nhở a, làm bằng hữu nhắc nhở." "Bằng hữu?" "Đối, bằng hữu." Hạ Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, "Nếu như ta nói ta đem ngươi trở thành làm bằng hữu, ngươi tin không?" "Tin." chu hậu chiếu nghe vậy không có mơ tưởng tiện lợi tức gật đầu sư phó không giống những cái kia bạn bạn nhóm cả ngày nịnh nọc ta hoặc là nịnh nọc ta sẽ không giống những sư phó kia hoặc là đại thần trong triều như vậy đối ta cung cung kính kính thậm chí có đôi khi không có chút nào cung kính nhưng ta có thể cảm giác được sư phó là thật tâm thực lòng đợi ta ta cũng rất ưa thích cùng sư phó ở chung cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhàng kỳ thật bản cung cũng không có cầm sư phó xem như sư phó vẫn luôn là đem ngươi trở thành làm bằng hữu thần hiểu được không phải điện hạ cũng sẽ không tụ tập một đám ác phỉ đi đánh ngươi cậu hạ nguyên miễn cười gật đầu đi tới nơi này cái thời đại đã là gần một năm có lẽ chỉ có cái này hoang đường nhảy thoát cùng phong kiến vương triều hoàn cảnh lớn lộ ra không hợp nhau đại minh thái tử mới bị hắn xem như bằng hữu chu hậu chiếu sẽ không để ý cái gì công ty sẽ không để ý đẳng cấp gì sẽ không để ý chính mình nói chuyện phải chăng cung kính sẽ không để ý mình có hay không gọi hắn điện hạ hắn tự kỷ nhưng bây giờ hoang đường nhưng lại giảng nghĩa khí có đôi khi sẽ khờ một chút còn rất hố nhưng chính là những nguyên nhân này ở chung mới như cái bình đẳng mà giao bằng hữu hắn cũng đem nó xem như bằng hữu chân chính không phải giống hạ nguyên loại này lão lục trong lòng tính toán nhỏ nhặt cả ngày đánh thăng bên trong cách cách vang lên làm sao lại cùng chu hậu chiếu nói liên miên lãi nhãi nói nhiều như vậy phạm vào kỵ húy lời nói giảng nhiều như vậy phạm vào kỵ húy đạo lý tiểu chu thái tử năm nay chưa đầy 15 tuổi hắn có lẽ rất thông minh nhưng hắn không hiểu được mấy cái này đạo lý khả năng hắn tương lai cũng sẽ không hiểu bởi vậy mới có thể tại hơn 30 tuổi thời điểm chết không rõ ràng cái này có lẽ liền là hắn không đủ cảnh giác bên người người nguyên nhân cũng có lẽ chỉ là cái ngoài ý muốn nhưng bất kể như thế nào Hạ Nguyên đều hy vọng món kia rơi xuống nước sự tình sẽ không phát sinh. Chu Hậu Chiếu dường như có chút xấu hổ, dừng một chút mới để ép thanh âm nói, kỳ thật bản cung cũng không hoàn toàn là vì sư phó, càng nhiều hơn chính là muốn cho mình xuất nguồn ác khí. Còn mẹ nó thật là ngươi làm. Tấu chương xong. Chương 210, rất lớn mật ý nghĩ. Người đều có may mắn tâm lý, dù là Hạ Nguyên trong lòng có hoài nghi, hoài nghi đám kia dạ tập thọ ninh hầu phủ, ẩu đã trương gia huynh đệ ác phỉ là Chu Hậu Chiếu phái đi ra nhất là tiểu tử này một câu làm sao lại, làm sao có thể cùng bản cung có quan hệ, ngươi không nên ngậm máu phun người. Bực này lại nói xuất khẩu, càng là đem cái này hiềm nghi đề cao đến chính thành chính, nhưng hắn vẫn còn có chút may mắn, nói không chừng không phải con hàng này làm đâu. Nhưng bây giờ, thực nện cho. Chính là cái này chó thái tử làm. Mẹ, lại bị hố. Phái người ẩu đã hoàng thân quốc thích, dạ tập hoàng thân phủ trạch, đó là cái tội danh gì? Trương Hoàng hậu đem Trương Gia Huynh đệ xem như hai cái đại bảo bối, nhưng Huynh đệ khẳng định không có nhi tử thân cho nên điều tra ra cũng sẽ không bị trị tội chu hậu chiếu nhiều nhất liền là thụ điểm trách phạt nhưng mình đâu liền xem như chu hậu chiếu cùng hắn liên tục cam đoan tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề chắc chắn sẽ không bị điều tra ra coi như bị điều tra ra hắn cũng một mình gánh chịu nhưng hạ nguyên vẫn là không có chút nào yên tâm loại sự tình này nói toạc đại trời cũng khó mà phục chúng hoàng hậu chưa chừng sẽ tưởng rằng mình khuyến khích dù sao vấn đề này liền phát sinh ở nhường ra hai thành chia hoa hồng cùng ngày đạp mã hạ nguyên có loại muốn sách thùng chạy trốn xúc động chính mình mới vừa làm quan bao lâu liền đã bị tiểu tử này cho hố đến mấy lần. Cuộc sống sau này thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi muốn báo thù ngươi cái kia hai cái cậu, ngươi tháng viên cạo cái đầu tốt bao nhiêu? Cạo đầu. Gặp Chu Hậu chiếu một mặt hoang mang, Hạ Nguyên nhúc nhích nửa ngày bờ môi, thi ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Thần chỉ mong lấy điện hạ làm gọn gàng, sẽ không bị điều tra ra. Đó là tuyệt đối, chắc chắn sẽ không. Ta tin ngươi cái quỷ. Từ chim sự phủ đang trực trở về, Hạ Nguyên vẫn như cũ là tấm lấy khuôn mặt, nhìn xem liền không lớn cao hứng. Ngô quản gia không người cười nói, lão gia hôm nay đang trực vất vả, trước đi vào viện nghỉ ngơi một trận, ta cái này đi để cho người ta thu xếp đồ ăn, lập tức liền tốt. Điểm điểm đầu, Hạ Nguyên thu liễm một chút biểu lộ, lúc này mới vào nội viện, sau đó chỉ thấy Triệu Nguyệt Vinh hai cánh tay trùng điệp đặt ở bụng dưới, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi trên đường lay động ba bầy, đưa nàng cái kia quy mô không lớn bộ ngực nhỏ ưỡn lên cao cao, phía sau còn đi theo mấy tên nha hoàn. Cách khá xa nhìn không thấy mặt, nhưng nghĩ đến khẳng định lại là khuôn mặt nhỏ căng cứng, giả trang ra một bộ đương gia chủ mẫu đoan trang bộ dáng đây là tại bồi dưỡng khí chất. Còn có không đến hai tháng liền là hoàng hậu sinh nhật, làm thân có cáo mệnh mệnh phụ, nàng tất nhiên là muốn đi tham gia, cho nên khí chất này nhất định phải đuổi theo, nhất là đi đường tư thế, càng là phải chăm chỉ luyện tập. Bước chân không thể bước quá lớn, cũng không thể đi quá nhanh, có cái từ gọi khoảng chuyển bước liên tục, đi trên đường giống như phong bãi dương, nhìn xem liền nhu nhu, nhu nhược nhược, cái này mới phù hợp lễ nghi. Phu quân. Nghe được tiếng bước chân, Triệu Nguyệt Vinh quay đầu nhìn lên, lập tức liền không luyện, hất ra mấy tên nha hoàng, dẫm lên giày theo chạy tới, các loại cách tới gần về sau, Hạ Nguyên trong lòng rung lên, tình không khỏi lui về sau mấy bước. Đó là cái cái gì yêu nghiệt? Cả khuôn mặt tô son điểm phấn, nhất là toàn bộ cái trán, sống mũi, còn có cái cằm, cái này ba khu càng là choáng nhuộm thành khoa trương màu trắng, hiển nhiên như cái cú mèo, nhất là thoa bạch phiến gương mặt chỗ còn có hai cái tròn trị má đỏ, cả khuôn mặt nhìn xem đã quỷ dị lại tà tính. Giữa ba ngày đụng quỷ, vừa cẩn thận ngó ngó, Hạ Nguyên tráng lên lá gan đường, ngươi là nhỏ tề tử. Triệu Nguyệt Vinh nhảy cẩn đường, phu quân thật tốt, lập tức liền nhận ra ta, ta còn lo lắng phu quân nhận không ra. Nói xong, nàng lại dơ lên khuôn mặt nhỏ chờ mong đường, phu quân, ngươi nhìn ta vẽ thành đẹp như vậy sao? Đẹp mắt cái rắm, cùng chữ như gà bới giống như, ngươi tranh này chính là cái gì? Triệu Nguyệt Vinh miệng nhỏ cong lên, lộ ra thất lạc thần sắc, nhưng vẫn là giải thích nói, đây là ba trắng pháp cùng rượu choáng trang, trong kinh phu nhân đều là dạng này vẽ, ta muốn học một cái, sau đó đi tham gia hoàng hậu thiên thu yến. Hạ Nguyên một trận tê cả da đầu, Minh triều phu nhân chính là như vậy binh triều nam nhân liền ưa thích loại này luận điệu ngươi hóa thành dạng này xác định đến lúc đó hoàng hậu sẽ không dọa đến quốc tới các loại tham gia thiên thu yến thời điểm ngươi vẽ cái lông mày bôi cái son môi là được rồi đừng vẽ cùng con mèo đầu ưng giống như cái này không thích hợp ngươi ngoan nhanh đi đem ngươi hoa này mặc rửa đi dựa theo hạ nguyên thẩm mỹ cũng liền cái này mặt mày chỗ tô lại đi ra lá liễu lông mày nhỏ nhắn còn muốn cái kia cánh môi bên trên son môi bôi đến xinh đẹp điểm nhẹ đỏ thẩm môi mang theo chút cắn môi trang cảm giác còn lại những cái kia cái gì bôi rõ ràng bôi má đỏ đơn giản liền không có mắt thấy. Rửa mặt sau, Triệu Nguyệt Vinh lại khôi phục bộ kia đồ hộp trắng nõn đáng yêu bộ dáng, một thân màu xanh nhạt trâm váy chăm chú bao lấy thân thể, mái tóc thật dài cuộn lên, nhìn xem như cái phấn điêu ngọc trắc búp bê, hết sức làm cho người ta thương yêu. Hạ Nguyên lần này hài lòng, cái này mới là la lị dáng vẻ, vốn mặt hướng lên trời tốt bao nhiêu, trắng trắng mềm mềm, nhìn xem liền thuần khiết đáng yêu, cần gì phải khiến cho người không giống người, quỷ không giống quỷ. Ăn cơm trưa, Hạ Nguyên liền trở về phòng ngủ, bây giờ mỗi ngày lên được quá sớm, không thể tránh khỏi nhiễm lên ngủ trưa thói quen tiểu tức phụ hiện tại rất dính hắn ngủ trưa cũng muốn bồi tiếp trục lại thân thể dính tại hạ nguyên trong ngực giống con dịu dàng ngoan ngoãn bé mèo Kitty, tú khí đánh cái nhỏ ngáp giơ lên mặt nhìn xem há mồm khẽ gọi đường phu quân nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm lệnh hạ nguyên trong lòng ngòn ngọt, ngọt mở to mắt ân phu quân hôm nay là gặp được chuyện gì sao ta cảm thấy phu quân giống như không quá cao hứng hạ nguyên khẽ giật mình mình trang thật tốt vẫn luôn biểu hiện rất tự nhiên cái này cũng có thể bị nhìn đi ra nghĩ lại mình nhỏ tề tử bây giờ đang đứng ở phát dục kỳ tâm lý thời điểm mẫn cảm nhất huống chi nữ nhân giác quan thứ sáu vốn là rất mạnh cũng không có việc gì liền là hôm nay trên đường trở về đi ngang qua một chỗ mặt đường bên trên lầu các lúc có một cây cây gậy trúc từ trên trời giáng xuống nện vào phu quân trên đầu phu quân tốt xấu là triều đình ngũ phẩm mệnh quan ba ngày ban mặt lại bị người dùng cây gậy trúc nện đầu cái này có thể nhìn sao ẩu đã triều đình quan viên đây chính là muốn ngồi sổng đại lao các loại phu quân ngẩng đầu nhìn lên ngươi đoán ta thấy được cái gì cái gì nguyên lai là hộ gia đình bệ cửa sổ cái kia cây gậy trúc là dùng đến đỉnh cửa sổ còn có cái trẻ tuổi mạo mỹ tiểu nương tử chính chống đỡ đầu nhìn xuống dáng dấp thật sự là như hoa như ngọc xinh đẹp rất đúng liệu nói cái gì nô gia nhất thời thất thủ quan nhân đừng trách nàng còn rất phong tao gọi ta đi lên uống nước chè đâu triệu nguyệt vinh khẽ giật mình trong mắt lập tức lộ ra vẻ khẩn trương lại giả bộ không thèm để ý mà hỏi cái kia phu quân đi lên uống sao nhà chúng ta liền là bán đường đường nhiều đều ăn không hết ta sợ đến sâu răng liền không có uống bất quá nước chè mặc dù không uống nhưng là tính toán vẫn là không nói cho ngươi, ngươi khẳng định không muốn nghe những này. Loại lời này xuất khẩu, muốn không khiến người ta hiểu lầm cũng khó khăn. Triệu Nguyệt Vinh rõ ràng liền hiểu lầm cái gì, trong lúc nhất thời càng là khẩn trương, nói chuyện đều có chút không lưu loát, ta, ta muốn nghe. Ngươi không nghĩ. Ta muốn. Hạ Nguyên lộ ra xoắn xuýt chi sắc, tốt a, à, xem ở ngươi như thế cưỡng phân thượng, cái kia phu quân liền cố mà làm nói cho ngươi, ta nhìn thấy cái kia tiểu nương tử sau, trong lòng toát ra một cái rất lớn mật ý nghĩ. Ý nghĩ, còn rất lớn mật triệu nguyệt vinh tâm lý càng khẩn trương bất an bờ môi cũng không khỏi cắn thật chặt chợt liền nghe hạ nguyên nói ra phu quân liền muốn a à, cây gậy trúc này tại sao là rơi đi xuống mà không phải hướng trên trời chạy trên mặt đất có thể hay không tồn tại một loại lực hấp dẫn tấu chương xong